ok nhá hôm qua mình đến cái chỗ um, à cái chỗ cái bà giáo sư mà con ấy bài bài uh, gọi harry và cái con bé hermione vào để mà nói nói chuyện riêng Đã. hỏi harry sau một hồi thì cho harry đi ra ngoài và sau đó thì bàn về cái thời khóa biểu với lại cái con bé hermione oh, hello hello ok nhá ổn định yên vị chưa chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi ngày hôm nay nhá uh, hôm qua mình đọc đến đây này đấy là tất cả cái cả ba người bà giáo sư Harry và con bé Hermione thì nó đang uh, chuẩn bị đi vào cái bữa tiệc. Uhm. Các bạn nhớ giúp mình thả, thả tim giúp mình nhá. Uhm. OK, uh, It was a seat of pointed black hats. thì bên trong cái tòa sảnh chính nó đang là cả một cái biển của những cái mũ đen, những cái mũ đen có cái chóp nhọn. Chúng ta sẽ có từ point đó là cái điểm đúng không và pointed tức là à cái vị trí nhọn. Oh, hello, hello Phạm Học Nhật Chúc em buổi tối vui vẻ Thực ra buổi buổi đêm rồi <laughs> Đêm thì vui vẻ thì chỉ còn cái gì Còn cái gì nữa đâu mà vui vẻ Alright nhá yeah, a sea thì đó là một cái biển đúng không Nhưng mà nghĩa bóng của nó có nghĩa a lot of uh, A lot of pointed black hats Đó là các cái mũi đen uh, Each of the long house tables Was lined with students Mỗi một cái bàn dài của từng nhà Thì nó đang xếp hàng Tất nó đang xếp hàng rất là nhiều học sinh Uhm. thì cái từ line nó là một cái đường thẳng á ở dạng động từ thì tức là a à, nó được xếp thành đường nhà nó được xếp thành một cái đường thẳng một cái hàng dài rồi right. tiếp theo house table đúng không thì đó là cái bàn của mỗi một nhà thì nó sẽ có một cái bàn dài thôi their faces glimmering by the light of thousands of candles cái khuôn mặt của những học sinh thì nó đang sáng lên nó đang lung linh lên dưới cái ánh nến của uh, hàng nghìn những cái ngọn nến Đấy, dưới dưới cái ánh sáng từ hàng nghìn những cái ngọn nến bởi vì này, glimmer nhá Thì đấy, nó đang, nó lung linh Nó cứ thế, nó ánh lên Light, ánh sáng này, thousands of candles um, Mọi người có biết vì sao Nó lại sử dụng một thousands of không? Bởi vì nó đang nói về đó là hàng nghìn Chứ còn khi mà chúng ta sử dụng Một cái con số cụ thể, ví dụ 30.000 ấy Thì nó không có S đâu 30.000 Thấy em không biết gì về tiếng Anh, mất gốc hoàn toàn Mất gốc thì bây giờ mình phải bổ sung gốc thôi Gốc có hai cái, ngữ pháp và phát âm ấy Uh, which were floating over the tables in mid air những cái ngọn nến hàng nghìn ngọn nến thì nó đang trôi lơ lửng trên những cái bàn ở giữa không trung mid air đúng không thì đấy là ở giữa mà giữa không trung nhá air không khí đó. uh float uh, cái bài um, floating peanut của sơn tùng <laughs> lạc trôi đúng không đấy thì là float là trôi nhá tiếp theo này uh professor flitwick who was a tiny little wizard with a short, with a shock of white hair, was carrying an accident hat, an, an ancient hat, and a three-legged stool out of the hall. Thì đây, ông giáo sư Fleetwick một người mà có cái dáng vẻ rất là nhỏ, bởi vì đây là tiny little wizard. Uh, ông ấy nhỏ, nhá, yeah, tiny là nhỏ mà. Với một túm những cái tóc màu trắng, một túm thôi chứ không có nhiều đâu, nha một chỏm thôi, bởi vì ở shock này này thì nó có nghĩa bóng đó. Uh, danh nếu mà nghĩa bình thường chúng ta hiểu thì đó là một cái cú sốc nhưng ở dạng nghĩa bóng của nó nhé thì tức là chúng ta nên hiểu đó là một cái lượng nó nhỏ không có nhiều đâu đó rồi hair mà white hair tóc trắng thì ông ta này ông đang 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 carrying an ancient hat ông ấy đang mang theo một cái mũ cổ một cái mũ mà kiểu như nó thuộc về cổ xưa rồi bởi vì từ ancient thì nó có nghĩa là kiểu cổ đại thuộc về những cái niên đại những cái thời đại trước và three legged stool một cái ghế đẩu có ba chân đi ra khỏi khảnh đi ra cái sảnh chính. Oh, set her my own softly, we've missed the sorting. Oh, chúng ta đã lỡ mất cái buổi phân loại rồi. Nha cái 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 lúc mà phân loại học sinh vào các cái nhà khác nhau. Từ soft đúng không, nhẹ nhàng. Và đấy, chúng ta đã miss, tức là chúng ta bỏ lỡ rồi. À, các bạn nhớ like liên tục giúp mình nhé, Để thả tim liên tục giúp mình nhé. Nếu mà rảnh tay, à, chat gì thì mình cũng đọc được thôi. Right. Tiếp theo này, new students of Hogwarts were sorted into houses by trying on the sorting hat. Những cái học sinh mới ở Hogwarts thì được sorted into houses, được xếp vào những cái loại, những cái nhà. Bởi vì từ sort uh, thì đó là dạng động từ nó giống như kiểu là được 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 phân bố vào ấy, được sắp xếp vào. Ừ. Thông qua cái việc đó là đội vào cái mũ phân loại cái từ try on này này nó không phải là cố gắng đâu tức là kiểu mình đội thử lên thôi nha mình đội thử vào cái mũ đấy và which sounded out the house they were best suited for, uh, suited to cái mũi đấy thì nó la hét lên cái ngôi nhà mà những học sinh phù hợp nhất, đấy, kiểu như là nhà nào thì nó phù hợp nhất đúng không? rồi thì chúng ta sẽ có từ suit, yeah, bộ suit đó nhưng ở dạng như thế này suited thì nó có nghĩa là phù hợp bốn nhà bao gồm Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin thì uh, Professor McGonagall strode off towards her empty seat at the staff table thì giáo sư McGonagall này, bà giảo bước hướng đến cái ghế trống của bà ấy ở cái bàn giáo viên. Từ staff thì đó là người uh, nhân viên đúng không? À, nhân viên và đây staff table cái bàn giáo vụ thôi. Cái stride nó có nghĩa là giảo bước, bước những bước rất là dài. Quá khứ từ stride nhá, yeah, stride có chữ d ấy. Đó. Uh, id ấy. Tiếp theo and Harry and Hermione set off in the in the other direction. Thì cái bạn Harry và bạn uh, Hermione hai bạn đấy bắt đầu đi cái hướng ngược lại rep em á có cái gì ở phía bên trên á em chat cái gì uh, 7.0 em muốn lên 7.0 á nếu mà từ từ không biết gì mà lên 7.0 thì có lẽ là ít nhất ấy, thời gian hạn chế nhất thì nó phải là tầm khoảng năm rưỡi cho đến 2 năm ấy ừ. lâu đã Uh, nhất là cái giai đoạn giữa em sẽ bị mông lung em không có nắm được cái lộ trình nó đi như thế nào ấy. Em sẽ cố gắng tâm lý của em là em sẽ thử hết phương pháp này đến phương pháp khác. Mỗi phương pháp em thử tầm khoảng 1 2 tuần. Đó và sau đó em nản. Em không cho nó đủ một cái thời gian uh, để mà nó 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 hiệu nghiệm á. Ít nhất là phải tầm khoảng 21 ngày cơ ừ, thì một phương pháp nó mới chứng minh bắt đầu có hiệu quả. Tiếp theo, now people looked around at them uh, as they passed along the back the back of the hall. Mọi người nhìn xung quanh kiểu như ngoái đầu lại nhìn về phía hai cái người Harry và Hermie Khi mà họ đi qua, họ đi qua và đi dọc theo cái phía sau của cái sảnh chính. Pass along nha thì chúng ta nên hiểu là pass nó có nghĩa là kiểu đi uh, đi ngang qua thôi đúng không? Đi đi dọc theo này, bởi vì có từ along mà. Uh, the back là phía sau. Uh, and a few of them pointed at Harry. Và một số học sinh uh, đang ngồi ăn ấy thì chỉ vào Harry từ point danh từ nó là cái điểm là dạng động từ thì chỉ điểm nha chỉ tay vào á a few thì nó một vài th... chuyên anh của đồng nai ui ôi làm sao mà mình biết được cái đấy nói chung là thi chuyên anh thì chắc là nó mang tính chất là, là, là liên quan đến ngữ pháp nhiều đúng không vậy thì em cứ ôn chắc ngữ pháp là được làm bài tập ừ. uh, set off có nghĩa là kiểu bắt đầu đi nha bắt đầu đi Đấy, hoặc là nếu như một một cái báo động mà nó set off thì tức là nó vang lên đấy right. tiếp theo này nhưng mà trong này ấy, thì đây là văn cảnh khi mà nói về hai đứa này nó đang đi đúng không? À, tiếp theo, a few mình đang nói là một vài nhé. Còn nếu mà few thì nó là ít á. À, ít người thôi. Had the story of him collapsing in front of the Dementor travel that fast? Liệu rằng có phải là cái câu chuyện về Harry đã đổ gục trước mặt một cái con giám ngục nó đã lan rộng ra đến nhanh lan rộng ra đến nhanh như vậy á Đấy, ý của Harry đang tự hỏi rằng là ôi cái câu chuyện của mình nó đã lan tỏa hết tất cả mọi người trong 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 hội trường đều biết rồi sao? Đấy. Rồi collapse nó có nghĩa là kiểu đổ gục xuống. Em 6.0 2 năm rưỡi giờ thì lại có được 7.0. Nếu mà 2 năm rưỡi đấy mà em không có học cái gì về tiếng Anh thì bây giờ làm sao mà lên được? Đấy. còn nếu mà em có học đúng không? Em có tiếp xúc, nhất là có môi trường ấy thì lên 7 nó hoàn toàn là có khả năng chứ. Đấy. À, tiếp theo này làm sao để giỏi được á giỏi được bây giờ thì em phải có môi trường cứ nhớ cái 80 20 ấy đó là 80 cái môi trường nó sẽ quyết định 20 phần trăm cái khả năng của em đó, em cứ tiếp xúc với tiếng Anh hàng ngày em uh, đọc và em nghe thường xuyên em luyện phát âm thế thôi thì uh, dần dần em sẽ giỏi nào he and Hermione sat down on either side of Ron cả hai người bạn này Harry và Hermione thì ngồi xuống ở hai phía của Ron either đúng không? Phía này hoặc phía kia đều được. Who sat uh, who had who had saved them seats? Thì um, Ron đã giữ cho họ những cái ghế. để giữ chỗ cho cho Harry và Hermione. What was that all about? Uh, what was all that about? He muttered to Harry. Cái gì đây? Có tất tần tật những cái vụ đấy là chuyện gì đấy? Ron thì thầm với lại Harry từ mất thờ tức là kiểu thì thầm ấy, nói nói mà mồm nó nhấp nháy không thành tiếng. Harry started to explain in a whisper, but at the moment the headmaster stood up to speak and he broke off. Harry bắt đầu giải thích trong một cái tiếng thì thầm, tức là nói nhỏ thôi, cố gắng giải thích là nói một cái tông giọng nhỏ. Nhưng ở cái thời điểm đó thì cái người hiệu trưởng đứng dậy để nói đứng dậy để phát biểu và sau đó thì he broke off right, he broke off uh, ý của Harry ý, ý ở đây ấy, đó là Harry uh, thôi không có nói nữa uh. Professor Dumbledore though very old always give give an impression of great energy giáo sư Dumbledore ông hiệu trưởng đúng không mặc dù đã già rồi rất già rồi nhưng mà luôn luôn có một cái ấn tượng rằng ông ấy uh, có rất là nhiều năng lượng luôn luôn gây ấn tượng cho người khác rằng là ông ấy có nhiều năng lượng. Bởi vì impression là cái sự ấn tượng và cái cấu trúc của nó là give an impression. Đó, đưa ra một cái ấn tượng đúng không? Kiểu người người ta nhìn vào mình. Uh, of great energy, năng lượng rất là lớn này. He had several feet of long silver hair and a beard, a half moon spectacles and a extremely crooked nose. Ông hiệu trưởng thì có một cái bộ râu nó dài một vài feet một vài bước chân ấy, um, bạn nào có biết một bước chân nó bằng bao nhiêu cm không? Bởi vì đây là cái đơn vị đo lường của nước ngoài á, đúng không? Thì hình như nó là 21 phải mấy thì phải, đó. Đấy nhá, vậy thì đây là một vài feet, đó, một vài feet. Bởi vì chúng ta sẽ có từ several là một vài mà giống kiểu ở few á. Nào, long silver hair thì đấy là, à, cái mái tóc đúng không? Nó bạc, khá là dài, và dâu nữa, beard, dâu uh, Spectacles là kính 27cm là 1 feet à uh, Ok, vậy thì đấy 1 một, 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 foot đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có đây là một uh, tầm khoảng uh, Ủa ơi, phải đến tầm khoảng 80cm là 100 gì đó Đấy khá là nhiều, dâu dài thế Spectacles Đó là cái cặp kính nhá, ở dạ Nó có thể là một cái cảnh vật Ấn tượng, nhưng mà trong cái Văn cảnh này thì nó có lên một cái cặp kính Nửa vầng trăng tức là vầng trăng khuyết đúng không? Cái cặp kính vầng trăng khuyết này và một cái mũi mà nó vô cùng là lệch. Bởi vì từ crooked nó có nghĩa là kiểu bị vẹo đi, mũi vẹo và đây là extremely nhấn mạnh này, cực kỳ là vẹo. He was often described as uh, as the greatest wizard of the age. Ông ta thường được describe được thường thường được uh, cái gì? Điệp trai. Ờ uh, điệp trai ăn được không? Đấy em nếu mà mọi người muốn nhìn mặt này, thì đây. Đó, đang đọc trực tiếp đang uh, ghi lại để cho chúng ta có thể xem lại những bạn nào muốn xem lại thì uh, vẫn có cái recording đó. Tiếp theo, he was often described as the greatest as the greatest wizard of the age. Ông hiệu trưởng Dumbledore thường được miêu tả là cái người phù thủy vĩ đại nhất của cái thời đại đó. Đó. of the age. Cái này nó không phải độ tuổi đâu, nó có nghĩa là cái thời đại đấy. But that wasn't Harry Uh, but that wasn't why Harry respected him. Nhưng nó không phải là cái lý do vì sao Harry lại tôn trọng, kính trọng ông hiệu trưởng. Respected them. Uh, you couldn't help trusting Albus Dumbledore. And as Harry watched him beaming around at the students, he felt really calm for the first time since the Dementor had entered the train compartment. Đây. You couldn't help trusting Albus Dumbledore. Có nghĩa là ấy, kiểu chúng ta chúng ta không thể nào cưỡng lại cái mong muốn, cái ham muốn rằng là tin tưởng cái ông Dumbledore đấy, tức là bởi vì ông ấy rất là đáng tin đúng không, chúng ta không thể nào cưỡng lại được Đó, kể cả có muốn cũng không cưỡng lại được bởi vì ông ấy rất là đáng tin cái cấu trúc này not help doing something mình có muốn nhưng mà mình cũng không thể nào cưỡng lại Đó, thì đấy nó gọi là couldn't help doing something Uh, và khi, khi mà Harry đang nhìn ông hiệu trưởng cười dạng dỡ xung quanh tất cả những học sinh thì cậu ấy cảm thấy rất là bình tĩnh cái lần đầu tiên kể từ khi mà cái con giám ngục nó đã đi vào cái khoang tàu của cậu ta rồi tức là cậu ấy bị uh, bị 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 mình live mỗi ngày á uh, show mặt buồn uh, tại không, bình thường thì thực tế ra bởi vì mình dùng MacBook ấy, thế cho nên là nó livestream thì nó chỉ có thể quay trực tiếp chứ không thể nào mà 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 xuất hiện cả một cái phần mềm livestream được á Nếu mà dùng cái hệ điều hành Windows thì nó có thể show được toàn bộ đấy, show được uh, đây này, y hệt như thế này luôn. Nhưng mà cái MacBook thì nó không có. Cái thằng live TikTok này không hiểu sao mà nó không có chấp nhận MacBook nhá. Đấy, kỳ cục là như vậy. Thế cho nên bắt buộc nó phải là quay bằng cái uh, di động như thế này. Đâu rồi? Đây mình đang nói rằng là khi mà Harry watched him Tức là khi mà Harry nhìn ông hiệu trưởng này cười dạng dỡ Bởi vì từ beam đó là ánh sáng nó phản chiếu Và ở dạng động từ tức là cười dạng dỡ, nha răng ra à, Xung quanh những học sinh Cậu ta cảm giác rất là bình tĩnh For the first time, tức là lần đầu tiên Đúng không? Kiểu kể từ cái sự cố ở trên tàu ấy Thì đây là lần đầu tiên mà cậu ta thấy nó yên ổn như thế Stream YouTube để xem lại không có up lên youtube mà em có up lên youtube Đó. up lại thôi thì chắc là mình sẽ nghiên cứu một cái hình thức nào mà vừa có thể live trên điện thoại vừa có thể live trên youtube Đấy, hơi lâu thách một chút tiếp theo nhé kể từ khi này cái con dementor tức là cái con giám ngục ấy, nó đã đi vào cái khoang tàu compartment tức là một cái khoang welcome said Dumbledore the candlelight shimmering on his beard chào mừng Ông hiệu trưởng Dumbledore nói Cái ánh nến thì nó đang lung linh trên cái bộ dâu của ông ta Cái ánh đèn nến nha, yeah, thì nó đang lung linh Shimmer tức là kiểu như nó rất là huyền huyền ảo ấy Nó cứ óng ánh lên giống như một cái vì sao trên trời á Shimmer mm. Welcome to another year, another year at Hogwarts I have a few things to say to you all And as one of them is very serious, I think it's, uh, I I think it best to get it out the way before you become befuddled by our excellent feast. Chào mừng tới một cái năm nữa của Hogwarts, một cái năm nữa tại Hogwarts. Tôi có một đôi lời để mà nói với tất cả mọi người ở đây. To you all nhá, you all tất cả mọi người đúng không? Ừ. Xong cuốn này đọc qua cuốn Chúa Nhẫn. Ui dồi cái cuốn Chúa Nhẫn là cái cuốn mà nó... Cái tác giả J.K. Tolkien á, ông ấy viết cái cuốn chúa nhẫn ấy, cái, cái ngôn ngữ của nó nó cổ hơn cái cuốn Harry Potter này này Nó có nhiều từ cổ lắm Đó, mình có đọc cái cuốn đấy rồi Đọc lại cũng được thôi nhưng mà nó nhiều từ cổ lắm Tiếp theo này à, Tôi có một vài lời, một vài thứ muốn nói với tất cả mọi người ở đây Và bởi vì một trong số đó thì vô cùng là nghiệp, nghiêm trọng Serious Một trong những cái điều mà tôi nói nó rất là nghiêm trọng Thế cho nên tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là get it out Tốt hơn hết là nói ra đi Uh, trước khi mà tất cả mọi người ở đây trở nên choáng váng trở nên uh, kiểu như mất trí với lại cái bữa tiệc tuyệt vời của chúng ta Đấy tức là trước khi mà ăn trước khi mà ăn uh, uống no say đúng không thì phải gọi là biết phải đón nhận cái tin này đã đây, chứ không tí nữa no say rồi chẳng ai để ý đến tin tức nữa nào cái từ bi phơ đầu thực tế phơ đầu là một cái uh, cái đống có thể coi như là hình ảnh nghĩa đen của nó là một cái đống bùn nữa Đấy, hoặc là một cái trạng thái mà nó chìm ngập trong một cái thứ gì nhảy nhụa thì nó gọi là Fuddle. Right. Và bị Fuddle tức là bối rối. Nó giống như là Confused, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đấy, feast thì đó là bữa tiệc, toàn là đồ ăn rồi. Dumbledore clear his throat and continued. Thầy Dumbledore thì hắng giọng một cái và sau đó thì tiếp tục cái bài phát biểu. Quấn, ra, quấn nào dễ cho người mới bắt đầu á? À? Sách này là sách cho trẻ em 13 tuổi đấy. Uh, tuy nhiên nếu mà muốn tìm những cái cuốn cho người bắt đầu à, thì em có thể đọc chuyện cổ Grim, à, à, đọc những cái chuyện mà nó dành cho bedtime ấy, cái cái chuyện giờ đi ngủ, á. Đó, chuyện 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 kể cho trẻ em trước khi đi ngủ á, nó dễ hơn. Uh. Tiếp theo này ông uh, thầy Dumbledore thì thầy clear tức là thầy làm trống cái cổ họng, uh, hắng giọng cái. As you will, as you will all be aware after their search of the Hogwarts Express. Our school is presently playing host to some of the dementors of the de of Azkaban. Bởi vì có lẽ là tất cả các em học sinh ở đây sẽ nhận ra sẽ sẽ sẽ, sẽ gọi là sẽ nhận thức được sau khi cái chuyến lục soát trên cái con tàu tốc hành ừ. bởi vì là nó nó vừa có xảy ra một cái cuộc lục soát mà tất cả những cái người giám ngục đó, người ta đổ lên tàu để mà tìm kiếm cái tên tội nhân. Nào, be aware Tức là mình có thể kiểu nhận thức ra, mình cảnh giác được, mình có thể gọi là biết được cái điều đấy nó đang xảy ra. nhé thì nó gọi là be aware. Đó, thường nó đi từ ở something á. Anh thuê em xử bên kia. Xử, xử. Ừ, đúng rồi, sách cho 13, nhưng mà đấy là 13 năm đã tiếp xúc với tiếng Anh rồi á. Xử bên kia. À, cái bên mà nó đang bad mouth mình á. <laughs> ừ. Thì thực tế là thôi, thì người ta nói vô căn cứ thì mình đưa ra được hết những bằng chứng mà nào tự tự nhiên có từ bad mouth nhá thì uh, nó có nghĩa là kiểu như mouth là mồm đúng không là miệng bad uh, bad được gọi là những thứ gì xấu vậy thì đấy là nói xấu <laughs> uh, tranh thủ ở đây luôn bad mouth uh. tiếp theo uh, be aware after their search tức là sau cái cuộc lục soát trên cái con tàu tốc hành này Trường của chúng ta thì bây giờ đang chào đón, đang 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 là là cái nơi mà lui tới của rất nhiều những cái tên giám mục ở Ascension. Mm. Play host để là một cái collocation khá là hay, tức là welcome. Đấy, nó bằng từ welcome và presently tức là hiện tại. Đấy, ở, ở ở thời điểm hiện tại. Right. Bad mouth là verb, đúng rồi. Mm. Đấy, ở thời điểm hiện tại thì đang chào đón uh, một số những cái người giám mục ở Ascension này who are here on ministry of magic business. Những người mà ở trường bây giờ thì đó là theo cái nhiệm vụ, theo những cái công cán công chuyện của bộ pháp thuật. Đấy bởi vì có công cán của bộ pháp thuật á, thế cho nên là bây giờ đang ở đây. Đấy right, canh gác. Cái từ business kinh doanh đúng không nhưng nó còn có nghĩa là kiểu việc nhá. Việc này việc kia. Ừ. Mm. He paused and Harry remembered what Mr. Weasley had said about Dumbledore not being happy with the dementors guarding the school. Ông hiệu trưởng thì dừng lại một nhịp này Đấy, Ông ngưng lại cái bài phát biểu của mình Và Harry nhớ lại cái điều mà ông Weasley Bố của Ron ấy đã nói về cái việc ông hiệu trưởng Dumbledore không có thoải mái Về về những cái con giám ngục nó đang canh gác ở trường Cái câu này là một cái câu mà ngữ pháp của nó hơi lắt léo nha ngữ pháp của nó hơi lắt léo đó Bởi vì nó có With S Verb in O À, vậy thì đấy là à, khi mà chúng ta sử dụng s verbing o thì nó bằng với là một cái đối tượng đúng không? Đấy, with something nha nó bằng something they are stationed at every entrance to the grounds thì những cái con giám ngục nó đang uh, nó đang canh gác nó đang uh, uh, đứng tại đấy. đấy cái từ station nó là cái sân ga là cái nhà ga còn ở dạng động từ thì tức là nó đang cố định nó đang cố định nó đang đứng ở mọi cái lối vào của cái khuôn viên trường học cái grounds thì bình thường nó có nghĩa là các cái sân các cái sân uh, và khi mà gọi là school ground thì nó gọi là sân khuôn viên nha sân trường rồi entrance lối vào đúng không tất cả những cái con giám mục nó đang đứng canh ở tất cả những cái lối vào ở sân trường này Dumbledore continued and while they are with us I must make it plain that nobody is to leave school without permission và khi mà họ đang ở với chúng ta tức là những cái con giám mục nó ở trường á thì tôi phải make it plain tôi phải nói thẳng tôi phải nói rõ với lại tất cả mọi người rằng không ai được phép rời trường mà không có sự cho phép rồi make it plain thì plain nó coi là kiểu nothing involved hoặc là kiểu như um, clear Yeah, clear rõ ràng đó bởi vì nó không có cái gì chắn nó không có gì che chắn nó không có cái thứ gì mà mà rườm rà bên ngoài thế cho nên nó rất là clear nó straightforward cái gì thì mấy từ này mình biết nhưng mà khi speaking mình nghĩ đến mấy từ này cũng khó Ờ, bởi vì là cái sự tiếp xúc của mình với cái từ đấy nó chưa có đủ á Đấy, mình hiểu, đúng không? Nhưng mà nó mới chỉ là từ vựng thụ động của mình thôi Chứ chưa phải là từ vựng chủ động Chủ động, tức là mình phải cố gắng, mình liên tưởng đến cái văn cảnh rồi mình tự đặt câu với nó cơ Đấy, hoặc là tự suy nghĩ với cái từ đó Ok, tiếp theo này Nobody is to leave school Không ai rời trường Không có cái sự cho phép Permission Dementors are not to be fooled by tricks and uh, disguises. Những cái con giám ngục ấy thì nó không thể nào bị lừa dối, không thể nào bị gọi là là phú bị bị lừa gạt bởi những cái trò tinh quái hoặc là hóa trang đâu. Nó có thể nhìn xuyên thấu được mà. Ừ. À, live vào tối, thường live vào tối. ở ở bio thì nó có thông tin là live vào lúc nào mà. Rồi disguise có nghĩa là cái lớp hóa trang. Và trick là một cái trò lừa gạt Fool, danh từ nó là cái tên ngốc Nhưng mà ở dạng động từ thì tức là À mình fool người ta, tức là mình lừa người ta Or even invisibility cloaks Thậm chí là những cái tên giám ngục Nó không thể nào bị lừa bởi cái áo choàng tàng hình Alright, invisibility đúng không? Bởi vì vision đó là tầm nhìn mà Vision là cái uh, Visibility là khả năng có thể nhìn thấy He added blandly ông hiệu trưởng ông ấy nói thêm một cái giọng nó khá là nhạt đó tức là kiểu nói một cách rừng rưng nói một cách nó 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 không có nhấn mạnh để mà không có thu hút sự chú ý của mọi người được chưa rồi thì cái từ blend từ này nó rất hay bởi vì khi mà chúng ta đi ăn phở ấy mọi người mọi người ăn cái phở 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 phở, phở tái không phở tái hoặc là bình thường chúng ta ăn uh, ăn phở đi thì thường bao giờ là người ta cũng phải nhúng cái bánh phở vào cái nồi nước sôi để mà trần và uh, vậy thì cái từ trần á <laughs> cái từ trần trần đồ ăn hay là trần phở trần bất cứ một cái thứ gì nha thì đấy nó gọi là blend right blend thứ hai đó là nó nói về một thứ gì mà nó rất là nhạt nhạt nhẽo chả có gì cả à. rồi ok tiếp theo này and Harry and Ron glanced at each other và cả hai người bạn Harry và Ron thì nhìn liếc về phía nhau, nhìn liếc nhìn về phía nhau, Đấy, bởi vì cả hai người này biết rằng cái sự tồn tại của cái áo choàng tàng hình mà họ có, họ có sở hữu cái áo choàng tàng hình, à, cái từ glance uh, là liếc nhìn nhá. It is not the, it is not in the nature of a dementor to understand pleading or excuses. Cái con giám ngục thì nó không có cái bản năng đó là hiểu những cái lời cầu xin hoặc là lý do đâu đấy nó không hiểu mà nó cứ thế nó nó theo mệnh lệnh thôi cái từ nature nhé thì chúng ta sẽ hiểu đó là cái uh, tự nhiên đúng không thế giới tự nhiên nhưng mà dạng nghĩa bóng thì nó có nghĩa là cái đặc tính đấy cái bản chất rồi không theo bản chất của nó này là nó sẽ understand plead Plead là khẩn khoản cầu xin đó và pleading tức là cái lời thỉnh cầu excuse là lý do đúng không cái nguyên nguyên do i therefore warn each and every one of you to give them no reason to harm you thế cho nên thầy phải cảnh báo với lại tất cả mọi người ở đây từ one cảnh báo đúng không phải 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 gọi là làm rõ rằng là to give to give them no reason to harm you đừng có cho cái bọn giám ngục một cái lý do để mà hãm hại để mà gọi là uh, làm khó tất cả mọi người Đấy, bởi vì cái con giám ngục nó sẽ trừng phạt đấy, nó sẽ kiểu như là tác động vật lý hay là nó nó hút hồn đúng không? Ừ, thế cho nên đừng có để nó hại, hại chúng ta. I look to the prefects and all new head boy and girl to make sure that no student runs uh, foul of the dementors Thì uh, tôi uh, trông cậy vào những cái người, những cái người trưởng ban và những cái người huynh trưởng nữ và nam của chúng ta. Trưởng ban nha, prefects, uh, prefects. Look to thì nó có nghĩa là kiểu nhìn vào đúng không? Tôi 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 cậy nhờ tôi uh, trông cậy vào mọi người để mà kiểm để mà chắc chắn rằng không có học sinh nào run fa, uh, gọi là run foul. Thực tế cái cụm này chúng ta có thể đoán được ý nghĩa ở đây đúng không? Tức là không có học sinh nào mà 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 um, uh, làm những thứ gì nó liên quan hoặc là nó nó để cho cái con uh, giám ngục nó có cái lý do để mà nó trừng phạt. Đấy thì có thể đoán được nhé Đấy run foul Còn thực tế ra thì cái cụm này Cũng khá là lâu mình không nhìn thấy Quên mất ý nghĩa của nó rồi Đấy, Từ foul tức là một cái thứ gì mà nó rất là tồi tệ Tẩm ừ. Tồi tệ hoặc là tẩm Nói về mùi hoặc là vị Hoặc là nghĩa bóng Đấy còn run foul cái này chắc là phải tra hẳn một cái trên Google mọi người ạ. Đấy. Đây nhá, run foul này, đó là a, à, ok, đó là kiểu dính líu đến một cái thứ gì mà nó tồi tệ. Được chưa? Client a à, nó bằng một cái từ nó gọi là giao du, không ai giao du với lại do business với lại cái bọn dementors, right. Tiếp theo. Uh, Percy who was sitting a few feet along from Harry, puffed down to uh, the puffed down his chest again and stared around impressively. Cái anh chàng Percy, người mà đang ngồi tầm khoảng một vài ghế dọc theo cái chiều của Harry, thì anh ấy thở ra, thở mạnh ra từ cái lồng ngực của mình một lần nữa, tức là anh ấy anh ấy ưỡn ngực lên đấy mọi người đấy, đấy anh ấy ưỡn ngực lên và bắt đầu nhìn xung quanh một cách nó vô cùng là à, cố gắng gây ấn tượng, bởi vì anh ấy là huynh trưởng, anh ấy là một trong anh ấy là huynh trưởng thế cho nên đang tỏ ra cái vị thế của mình đúng không? Tao rất là quan trọng. Cái từ puff, nhá thở ra, thổi hơi ra đấy thì nó gọi là puff uh, stare đó nhìn chăm chăm này impressively đấy right? nhìn một cách nó kiểu như là uy thế. Dumbledore paused again. He looked very seriously around the hall. thì uh, thầy Dumbledore dừng lại một lần nữa và ông ta nhìn một cách rất là nghiêm trọng một một cách nghiêm túc xung quanh cái sảnh chính. tức là đây không phải là một cái chuyện đùa được không? And nobody moved or made a sound. không có ai cọ quậy hay là kiểu uh, di chuyển hoặc là gây ra một cái tiếng động, một cái tiếng ồn. Mm. On a happy, on a happier note, he continued, "I am pleased to welcome two new teachers to our ranks this year." Uh, trong một cái, um, trong một cái tin tức mà nó, nó, nó vui vẻ hơn, hey, thì uh, tôi rất là hài lòng để mà giới thiệu hai cái giáo viên mới với hàng, hai giáo viên mới tới với hàng ngũ của chúng ta vào năm nay nào cái note thì thực tế ra đó là một cái một cái âm hưởng hoặc là một cái tông giọng như vậy thì lại on a happier note thì ý của nó là à với một cái việc mà để cho nó vui vẻ hơn đấy chứ thì thường nó đi với on cộng với từ note và đi với một tính từ ừ, để mà đưa ra cái lời giới thiệu rồi uh, để mà vui vẻ hơn này thì ông ta tiếp tục pleased hài lòng và đây là kiểu chào đón đúng không cái ranks ở đây không phải là cái xếp hạng đâu, mà đó là cái đội ngũ, cái hàng nhóm của chúng ta vào năm nay. Firstly, Professor Lupin. Đầu tiên, đó là giáo sư Lupin, who has kindly consented to fill the post of defense against the dark arts teacher. Người mà vô cùng... Uh, người mà đã vui lòng chấp thuận để mà nhận vào cái vị trí của giáo viên uh, dạy cái môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đấy từ feel thì đó là lấp đầy đúng không tức là à mình thế chỗ mình thay vào mình đưa vào một cái vị trí sợ một cái vị trí trống cần xem thì đó là cái uh, sự uh, đồng ý đấy agree á đấy là cái từ nó trang trọng hơn thôi uh, kindly tức là ông ấy đã vui lòng đúng không ông ấy đã kiểu như là 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 là, 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 là chấp thuận cái đấy rồi một cách nó, nó không hề miễn cưỡng vui lòng nhá khi mà từ kindly nó cộng một động từ thì tức là mình làm cái việc đấy với một cái một cái tâm thế nó hài lòng Mm. There were some scattered, rather unenthusiastic applause Nào, có một vài những tiếng vỗ tay uh, Nó phản phất Và chính ra ấy, là nó không có nhiệt huyết cho lắm đâu Những tiếng vỗ tay nó hơi hời hợt Nó không có nhiệt tình right. Rồi, uh, thì đây nhé, chúng ta sẽ có từ enthusiastic Thì nó có nghĩa là tính từ Mình làm cái đấy với rất là nhiều năng lượng Nhiệt huyết đấy, Và đây là tính từ của nó này rồi à cái cái phủ định của nó applause thì đó là cái chàng phủ chàng vỗ tay uh, scatter động từ thì nó có nghĩa là kiểu như chỗ này có một cái chỗ kia có một cái nó lộn xộn nó không uh, nó giải rác Đấy, và khi mà nó có ed đúng không Đấy, vị trí tương đương với tính từ rồi only those who had been in the compartment on the train with professor lupin clapped hard chỉ những người mà đã ở trong cái khoang tàu trên cái con tàu tốc hành Hogwarts với giáo sư Lupin thì mới vỗ tay rất là nồng nhiệt. Ừ. thì đây clap hard đúng không? Vỗ tay rất là mạnh. Harry among them và Harry cũng ở trong những cái học sinh ngồi trên cùng cái chuyến tàu, cùng cái khoang tàu với lại giáo sư Lupin. Professor Lupin looked particularly shabby next to all the other teachers in their best robes. Giáo sư Lupin thì nhìn nó rất là tồi tàn, nhìn nó rất là kiểu cũ kỹ và nó hơi rách dưới bên cạnh những cái giáo viên còn lại trong uh, những bộ đồ đẹp nhất của họ. Ok, thì uh, đây nhá, cái từ shabby ấy, nó có nghĩa là kiểu cũ kỹ này, in bad condition, đấy trong điều kiện nó rất là tồi tàn à, thì nó gọi là shabby. vừa có thể nói về quần áo nhá vừa có thể nói về cái uh, cái cái vẻ mặt, được cái vẻ mặt, cái ngoại hình. Ừ. rồi the other teachers, những giáo viên còn lại của những cái tập thể xác định. Bởi vì nó có gì mà right. Look at Snape Ron hissed in Harry's ear Nhìn về ông Snape kìa Ron sss, vào tai của Harry mm. Ron nó gọi là làm sao nhỉ? Sss, uh, xào sạc đúng không? Xì xào vào tai của Harry Professor Snape He, uh, the poisons master Was staring along Thực tế ra nhé mọi người phải thông cảm cho mình là cái Nhiều khi mình đọc ấy Mình sẽ hình dung rõ ràng ra một cái văn cảnh Tức là mình đọc bình thường mình không dịch đâu, mình đọc đến đâu là mình hình dung mình hiểu hết đến đấy. Nhưng mà cái tiếng Việt ấy, đôi khi tìm được một thứ gì đó chính xác để mà miêu tả một cái từ hay là định nghĩa một cái từ ấy thì nó rất là khó. Đó. Ví dụ như có những thứ trong tiếng Anh mà nó diễn đạt xong rồi trong tiếng Việt tìm được một cái phiên bản tương đương của nó rất là khó. Vì vậy cho nên có những cái chỗ mà nó có thể là nó khó, tìm cái từ tiếng Việt của nó không sát nghĩa thì mình sẽ giải thích cái văn cảnh. Đó mình sẽ giải thích cái văn cảnh cho chúng ta. Đây, phải phải excuse cái cái tiếng Việt một chút. Rồi, tiếp theo này. Nha, giáo sư độc dược. Cái ông dạy môn độc dược ấy thì ông ấy đang staring along the staff table. Ông ấy đang nhìn dọc theo ông ấy đang nhìn dọc theo bởi vì thực tế ra bởi vì có những bạn nó bị thế nào ấy, nó bị gọi là là là, là, là thái độ nó, nó nó hay là bởi vì là là là, là Uh, có cái gì nó tư thù hay là có cái gì nó nó nó, nó phản đối với lại cái livestream này hay sao ấy mà các bạn ấy nhiều khi vào đây serious quá ấy cứ từ uh, Hermione tức là cái con bé kia đúng không mình uh, đi tắt mình đọc là Hermi thì cũng bắt bẻ xong rồi là nhiều khi có những từ mà tìm tiếng Việt của nó rất là khó <laughs> cũng lôi ra để kiểu kiểu serious quá ấy. Nói chung là tiếng Anh thì nếu mà hiểu rồi thì dịch làm gì đúng không? Đấy, nhưng mà chẳng qua đây là mình cứ vẽ ra văn cảnh để cho chúng ta hiểu thôi. Nào. Đây nhá thì ông đấy, ông đang staring along the staff table. Ông ấy đang nhìn chằm chằm dọc theo cái bàn giáo viên về phía của ông giáo sư Lupin. It was common knowledge that Snape wanted the defense against the dark arts job, but even Harry, who hated Snape, was startled at the expression twisting his thin Uh, shallow face, thì uh, nó là một cái điều mà ai cũng biết, một cái điều phổ thông ai cũng biết. Đấy thì nó gọi là common knowledge, ừ. common knowledge nhá Điều mà ai cũng biết, nó là một cái thông lệ, ai cũng hiểu rõ rằng ông Snape này, ông ấy muốn cái vị trí giáo viên dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, bởi vì defense là cái lớp phòng vệ mà. Nhưng mà kể cả Harry, người mà ghét cái ông Snape, thì cũng ngạc nhiên về cái biểu cảm nó đang uh, làm méo mó cái khuôn mặt xệ và gầy guộc của ông Snape. <laughs> Đấy, bởi vì ông này ông đang cay cú đúng không? Ông đang cay cú thế cho nên là cái khuôn mặt của ông ấy bị méo mó biến dạng. Chúng ta sẽ có từ startled tức là kiểu mình mình ngạc nhiên, nhá, mình surprised và thường nó kiểu như là, ừ, bất giác, Đó, bất giác mình mình nhìn mình bị sững sờ. Cái expression thì đó là cái biểu cảm cái gương mặt đúng không? Cái biểu lộ trên mặt á. Twist thì đó là khiến cho một thứ gì nó bị cong Đấy, nó, nó 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 bóp méo đi thì nó là twist. Right. Shallow thì tức là nó sẽ xuống cái khuôn mặt sệ của ông ta. It was beyond anger. Ồ oh, bây giờ cảm xúc nó không phải là giận dữ đâu mà nó còn hơn cả giận dữ cơ. Beyond là vượt xa qua vượt vượt khỏi mà. Vượt xa khỏi cái sự giận dữ. Tức là bây giờ nó phải gọi là cay, không giận nữa đúng không cay, rồi là kiểu như có một cái ý mà nó nó, nó muốn hãm hại rồi, thì đấy beyond anger, it was loathing bây giờ nó là cái sự loathe, loathe thì chẳng qua nó là một cái từ nó gọi là cực kỳ hate nhá, cực kỳ hate thì uh, loathing có thể hiểu là cái sự dịch ra tiếng Việt là mình không tìm ra đây đây đây, nào cực kỳ ghê tởm một thứ gì đó ừ, một cái cảm giác đúng không nó 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 như kiểu sâu bọ ấy. right low thing rồi harry knew that expression only too well harry ấy, biết về cái biểu cảm đấy quá rõ rồi it was the look Snape wore every time uh, he set eyes on harry đó là cái biểu cảm, đó là cái cái gương mặt, cái dáng vẻ mà ông Snape ông ấy khoác lên bất cứ khi nào ông ta nhìn mắt vào phía của Harry đấy ông ta nhìn thấy Harry là thôi có cái biểu cảm đấy nó nó được dựng lên ngay <laughs> were à, chính là cái quá khứ từ wear đó là ăn mặc á nhưng mà dạng động từ nha thì nó có nghĩa bóng tức là chúng ta khoác lên một cái biểu cảm uhm, khoác lên mặt một cái biểu cảm set eyes on tức là để mắt đến Harry as to our second new appointment Dumbledore continued as the lukewarm applause for uh, for Professor Lupin died away. Rồi đối với lại cái sự bổ nhiệm thứ hai mới của chúng ta, thầy Dumbledore tiếp tục này. Khi mà những cái tiếng vỗ tay uh, hở, uh, vỗ tay um, gọi là những cái tiếng vỗ tay phảng phớt cho giáo sư Lupin dần dần tắt đi. Đấy, những cái tiếng vỗ tay mà nó không thực sự là nồng hậu đâu. Bởi vì từ lúc warm, có nghĩa là kiểu nó hơi hơi ấm thôi. Không hẳn là nó nóng, Đúng nó hơi ấm và đấy, look warm applause. Cái chàng vỗ tay mà nó chỉ ở mức hơi hợt vừa phải thôi, không có nồng nhiệt lắm. Rồi die away. Nghĩa, die away tức là nói về một cái âm thanh ấy, tức dần dần nó tắt tiếng, dần dần nó không còn cái âm lượng nữa thì đấy nó gọi là die away. Rồi uh, appointment, sự bổ nhiệm. Bình thường tất nhiên là nếu mà chúng ta bảo là có một cái appointment thì tức là một cái một cái cuộc gặp mặt đã được hẹn sẵn, nhưng mà chúng ta nên hiểu là ở đây đó là sự bổ nhiệm bởi vì từ appoint cũng có nghĩa là kiểu giao việc cho ai đó well I am sorry to tell you that Professor Kettleburn or care of magical creatures teacher retired at the end of last year in order to enjoy more time with his remaining limbs with his remaining limbs rồi ờ... Uh, ôi tôi vô cùng lấy làm tiếc để mà nói với mọi người rằng giáo sư Kettle Kedob, Kettleburn <laughs> Thực sự là cái tên ở đây nhiều cái nó buồn cười lắm nhá Bởi vì từ burn nó cháy Và kettle chính là một cái một cái ấm à, Giáo sư ấm cháy, kim ấm <laughs> Giáo sư kim ấm Cái người giáo viên dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí của chúng ta Care này, sự chăm sóc này Magical creatures Creatures thì đó là sinh vật Đó, và đây là sinh vật có phép thuật đúng không? Ông ta đã retire, đã từ chức, đã nghỉ việc ở cái phía cái học kỳ cuối của năm ngoái at the end of last year ừ, cái gì em cái vị trí cuối cùng đúng không cái điểm cuối của năm ngoái để mà có thể tận hưởng nhiều thời gian hơn với những cái chân tay còn lại của ông ấy những cái chân tay còn lại nhé bởi vì là có thể là ông này ông gặp chấn thương ông bị gãy chân gãy tay gì đó ô hình như là vừa bị lag cái gì gì ấy nhỉ nó bị drop uh... tự nhiên nó bị drop rồi mọi người Uh, nhớ giúp mình uh, thả tim nhé cho nó tăng tương tác đúng không duy trì tương tác một chút uh, retire là nghỉ việc này ô nhưng mà một cái đồ ấy khi mà nó retire tức là nó hết cái niên hạn sử dụng của nó đấy. và chúng ta nếu mà retire một cái món đồ thì tức là chúng ta bỏ vứt cái món đồ để đi bởi vì không còn dùng được nữa Đấy, từ retire ấy, nó rất là hay rồi in order to enjoy more time với lại những cái chân tay còn lại của ông ta lên thì uh, bình thường nó có nghĩa là kiểu cả chân cả tay ấy. Nó gọi là cái chi? Nhé, nó gọi là cái chi? Remaining tức là còn lại, còn thừa còn lại đúng không? However, I am delighted to say that his place will be filled by none other than Rupert Hagrid who has agreed to take on his teaching job in addition to his game keeping duties. Thì đây, tuy nhiên tôi cảm thấy vô cùng là hài lòng. Để mà nói rằng cái từ delight nha, nó có nghĩa là kiểu như hân hoan, vui mừng, sung sướng, hài lòng nói rằng cái vị trí của cái người giáo viên dạy uh, chăm sóc sinh vật huyền bí ấy, sẽ được lấp đầy tức là sẽ được thay thế bởi không ai khác mà chính là ông ruberts herrick đấy cái ông uh, cai quản rừng á. nào, who has agree tức là cái người đã đồng ý để mà đảm nhận cái công việc giảng dạy này bên cạnh cái công việc cái trách nhiệm giữ rừng của ông ta đấy cái trách nhiệm nó gọi trong uh, trách nhiệm trông coi khu rừng của ông ta chúng ta sẽ có từ take on nhé, take on một cái vị trí hay là một cái trách nhiệm nào đó thì đó là đảm nhận trách nhiệm đấy, take on, uhm. none other than một cái cấu trúc rất là hay để nhấn mạnh người này, đó là không ai khác mà chính là uh, none other than in addition to tức là bên cạnh đúng không, bên cạnh với lại cái công việc bình thường của ông ta, cái duty tức là cái trách nhiệm đó, game keeping giữ những cái muông thú ở trong rừng uh, trông coi cai quản cái khu rừng, bởi vì game game nó là cái con uh, muông thú, muông thú hang dã. Harry, Ron and Hermione stare at each other, stunned. Uh, cả ba người bạn này nhìn về nhìn vào lẫn nhau. Đấy, nhìn chằm chằm vào lẫn nhau. Đang uh, đang đang không biết phải nói gì, đang sững sờ nhá, đang uh, kiểu bị đóng băng. <laughs> Bởi vì từ stun ấy, chơi game thì nó có nghĩa là kiểu làm choáng, đấy đang choáng váng. Mình dịch nếu mà nó có chỗ nào mà nó 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 không đúng với lại cái uh, uh, thỏa mãn của mọi người nhá thì chúng ta thông thông cảm một chút chứ còn nếu mà cứ chèn ép nhau quá thì có khi cái livestream đúng không? Sau này nó nhớ đâu khi mà nhận về quá nhiều gạch đá thì <laughs> mình uh, tất nhiên là mình sẽ không có động lực để mà làm nữa rồi. Đó, thế cho nên là chúng ta phải nói chung là đây nhá. dạy luôn một từ này. Thứ nhất là phải give somebody a slack. Đó, tức là đừng có serious quá. Thứ hai, đó là đôi khi khi mà chúng ta xem ấy thì chúng ta phải give người ta thêm một cái nữa đó là the benefit of the doubt. Đó. Đúng không? Give somebody slack có nghĩa là thôi, đừng có kiểu serious, đừng có kiểu như là cứ thoải mái mà, đúng không? Cái cái này nó là mang tính chất giải trí mà chưa đâu có phải là 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 quan trọng hay là nghiêm trọng gì đó đâu. Give somebody slack nhá, tức là đừng có quan trọng hóa vấn đề quá, hãy thoải mái với người ta đi. Thứ hai đó là the benefit of the doubt, tức là đôi khi chúng ta cũng phải tin cũng uh, mặc dù mặc dù có thể là không có đầy đủ bằng chứng đúng không nhưng mà chúng ta cứ cứ cho rằng là à người ta là cái người mà đang đem lại giá trị cho cộng đồng đi. Đó, mình cứ cứ tin tưởng người ta đi, đúng không? Thì đấy nó gọi là give somebody the benefit of the doubt rồi Đấy, bởi vì ít nhất là mình đang nhận được giá trị mà à, đúng không? đó rồi đây là hai cụm rất là hay <laughs> nhân tiện đây truyền à, đạt như thế nào đâu rồi uh, then they join then they join in with the applause sau đó ừ. ok rồi sau đó này thì họ nhập Họ, họ 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 đồng thời đúng không họ cũng tham gia vào với những chàng pháo tay đấy bởi vì từ đây join in. tham gia vào với những chàng pháo tay nhá which was tumultuous at the Gryffindor table in particular thì cái chàng pháo tay nó vô cùng là náo nhiệt ở cái bàn Gryffindor tức là cụ thể là cái nhà Gryffindor ấy nó vỗ tay rất là nhiều còn những nhà khác thì nó không bằng đấy thì thế cho nên nó mới có từ in, in particular ở đây này Yeah, in particular tức là nó để nhấn mạnh cụ thể, cụ thể, đặc biệt đó là bàn Gryffindor. To mold thì đó là một cái thứ gì mà nó rất là ồn ào. To thì đấy tính từ của nó. Harry leaned forward to see Hagrid. Harry dướn người lên phía trước để mà nhìn Hagrid. Forward đó là cái vị cái vị, vị trí before, ấy. before là phía trước và word đó là hướng đến. Thường nói về cái phương hướng. Who was Ruby uh, Red? từ từ. Ru khoan nào. Ruby Red đúng không? Ruby Red tí nữa mình tra lại từ này sao có thể là mình đọc sai từ đấy đấy. Ruby uh, Ruby chắc là Ruby Ruby Red in the face and staring down at his enormous hands. Now, cái ông Henrik thì ông ấy đang đỏ ngượng chín mặt như là một cái viên lục cẩm thạch, à, cái, cái, cái cái viên ngọc nhá, đang ngượng như là một cái viên ngọc đỏ này trên cái khuôn mặt của ông ta và ông ta đang nhìn chằm chằm xuống cái đôi bàn tay khổng lồ của mình. Đấy, đang nhìn chằm chằm xuống cái đôi bàn tay khổng lồ của mình cái gì about cơ ah à, à, give somebody the benefit of the doubt the benefit of the doubt nha yeah, of the doubt rồi um, alright tiếp theo đâu rồi ở à đây cái đôi bàn tay khổng lồ của ông ta này his white green uh, hidden in the tangle of his black beard thì cái nụ cười dạng dỡ của ông ta cái nụ cười nó gọi là cười kiểu, kiểu cười rất là rộng và đang nhe răng ra ấy thì nó đang được che giấu dưới cái đống uh, dâu màu đen nó đang dối vào với nhau đấy cái đống dâu nhá nó đang dối vào với nhau ấy bởi vì chúng ta sẽ có này green green là cái nụ cười mà nhe hết cả răng ra để kiểu thế tangle tức là cái trạng thái mà nó bị vướng mắc vào ừ, và đây là cái bộ dâu màu đen we should have known oh, chúng ta nên biết đúng không đáng lẽ chúng ta nên biết Hồng ngọc được đúng rồi à, Vậy thì đó là ruby mà. Đúng không? Ruby red. Đáng lẽ chúng ta nên biết chứ. À, bởi vì này. Cái từ này. Cái should have. Ấy, khi mà nó có cái từ have. Nó đi kèm với là một cái động từ khuyết thiếu. Thì nó có nghĩa là nói về nếu có. Trạng thái đấy nếu có xảy ra. Tức là thực tế. Trên thực tế nó không có đâu. Nhưng mà nếu có thì nên. À, đáng lẽ chúng ta nên biết đúng không? Ron roared. Thì uh, cậu Ron thì cậu ấy gầm lên. Pounding the table. Who else would have set his... Uh, who else would have set us on a binding book? Đáng lẽ chúng ta nên biết chứ. Và Ron gầm lên và đập, đập xuống cái bàn rất là mạnh. Ừ, đang đập thình gọi là kiểu như đập, đập liên hồi vào cái bàn nhé. Bởi vì từ pal thường nó khi mà chúng ta đi gõ cửa ấy, đập, 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 đập vào cửa, đập liên hồi. Cái trái tim mà nó mà 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 nó đập đúng không? Từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp một thì tức là nó cũng đang pal đó. Làm gì còn ai khác sẽ gửi cho chúng ta một cái cuốn uh, sách? Biết cắn chứ, đấy làm gì còn ai khác có thể gửi cho chúng ta, à không, làm gì còn ai khác sẽ gửi cho chúng ta một cái cuốn sách biết cắn Bởi vì từ buy có chữ e nữa là một cái miếng cắn nha, và đây là một cái binding book, uh, tức là cái cuốn sách mà nó có thể cắn Rồi, Harry, Ron và Hermione này, were the last to stop clapping Thì ba người bạn của chúng ta là những người cuối cùng để mà ngừng vỗ tay Đấy, and as Professor Dumbledore started speaking again, they saw that Harry was wiping his eyes on the tablecloth. Thì khi mà giáo sư Dumbledore bắt đầu phát biểu, um, bắt đầu nói một lần nữa, tức là ông ấy dừng lại để cho mọi người vỗ tay. Đấy, pounding tức là đập liên hồi vào cái bàn. Đó. Dùng tay đập liên hồi vào cái bàn. Bởi vì nó đang rất là phấn khích, đấy, thế cho nên là thể hiện cái cảm xúc của mình đúng không? Đó, đập liên hồi rồi um, thầy Dumbledore này bắt đầu tiếp tục nói một lần nữa và họ nhìn thấy cái ông Hedrick ông ấy đang lau cái đôi mắt của mình trên một cái khăn trải bàn uh, bởi vì là kiểu người nó to quá ấy, thế cho nên là làm gì có khăn mùi xoa đâu phải lấy khăn trải bàn để mà lau mắt <laughs> lau những giọt nước mắt của mình đúng không bởi vì vui quá mà wipe có chữ e đấy nhá thì đó động từ lau well I think that's everything it... Uh, well, I think that's everything of importance. Oh, tôi nghĩ rằng đó là tất cả những thứ gì ý. quan trọng rồi. Cái cấu trúc, cái cấu trúc of importance of cộng với một danh từ ấy, đó là cái cấu trúc nhấn mạnh. Tất nhiên chúng ta có thể bảo that's everything that is important, đúng không? Tuy nhiên nếu mà dùng of importance thì thứ nhất là nó sẽ nga nó nó sẽ trang trọng hơn, thứ hai là nó có độ nhấn mạnh. Mm, of importance. Uh, let the feast begin. Hãy để bữa tiệc bắt đầu nào. The golden plates and goblets before them fill suddenly with food and drink. Cái đĩa vàng, không không, Đĩa mạ vàng và những cái cốc mạ vàng ở phía đằng trước họ thì tự nhiên nó lấp đầy với thức ăn và đồ uống. Ở bởi vì từ golden hôm qua còn nói đúng không? Gold là vàng, còn golden tức là nó giống giống vàng thôi hoặc là nó mạ vàng thôi thì đấy nó gọi là golden. Goblet thì đó là cái cốc nhá không không phải là cái cốc bình thường mà nó thường là cái cốc uống rượu của vua chúa ngày xưa ấy cái thời uh, hồi trước ấy cái thời kiểu như là nó có cung điện rồi nó có lâu đài ấy thì đấy nó gọi là cái cốc nha yeah, cái goblet right goblet right goblet before them tức là ở phía đằng trước họ thì tự nhiên lấp đầy với đồ ăn và đồ uống Harry suddenly ravenous ravenous helped himself to everything he could reach and began to eat thì Harry tự nhiên cảm thấy đói meo. không nó gọi là đói uh, cực kỳ đói nhé cực kỳ đói đấy cực tự nhiên cảm thấy cực kỳ đói thì uh, tự mình lấy tất cả mọi thứ mà cậu ta có thể với và bắt đầu ăn có thể với tới và bắt đầu ăn bởi vì từ ravenous đó là bằng very hungry very hungry right now uh, khi mà nhiều khi có những bạn ấy không có gift mình cái benefit of the doubt thì sẽ gọi là lên tra lại xong rồi sẽ cố gắng correct mình đúng không? À, thì thực tế là mọi người cứ enjoy đi, nó là very hungry mà ít nhất thì mình cũng tự tin rằng là dù rằng là có thể không có chính xác 100% nhưng ít nhất nó phải 90 chứ hoặc là ít nhất phải 9 mấy mấy phần trăm chứ không thì đi dậy người ta làm sao được Đấy, à, Ravenous nha, đó là very hungry Tự mình lấy, uh, help himself bởi vì là bây giờ đúng không? Tự mình giúp mình thôi nha yeah, tự mình lấy ok từ reach đó là cái tầm với này dạng danh từ dạng động từ tức là với tới it was a delicious feat, à feast nó là một bữa tiệc rất ngon the hall echoed with talk laughter and the clatter of knives and forks đó là một cái bữa tiệc mà chỉ có đồ ăn thôi từ party thì nó mới có nhảy nhót còn feast đó là chỉ có đồ ăn cái con sảnh chính thì nó vang vọng lên với những cái tiếng nói, tiếng uh, tiếng cười và những cái tiếng lạch cạch không phải, tiếng loảng xoảng của dao dĩa nó đập vào nhau. Dịch là loảng xoảng thì nó hơi kỳ quá. Tiếng leng keng nhá. Tiếng leng keng của những dao dĩa nó đập vào nhau bởi vì clatter ấy, đó là cái tiếng hai kim loại nó đập vào nhau. Còn bây giờ nếu mà dịch đích xác cái từ này nó là cái gì thì cứ dao dĩa leng keng đúng không? chắc chắc ừ, đúng không ha? Hai kim loại mà, nó đập vào nhau right. Ok nha, thì đây laughter này Echo đó là cái tiếng tiếng vọng Còn ở dạng động từ tức là nó, nó vang lên Với uh, Clatter, hai cái kim loại nó đập uh, hai, hai, hai cái kim loại nó đập vào nhau Knife, đó là cái con dao Đúng không? Fork, cái dĩa Harry, Ron and Hermione However, were eager for it to finish So that they could talk to Harry um, Ba cái người bạn của chúng ta Thì uh, rất là hồ hởi để có thể hoàn tất cái việc ăn uống từ đó họ có thể nói chuyện với lại Hagrid uhm. Eager, hồ hởi hoặc là kiểu hân hoan Mình đang rất là phân chấn Thì đấy nó gọi là eager nha Và đây là for something right. Tiếp theo They knew how much uh, being made a teacher would mean to him Thì họ biết rằng là Cái việc mà được phong làm một cái giáo viên ấy, Thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào với anh, với ông Hagrid how much đó là bao nhiêu đúng không? Being made a teacher would mean Thì mean là một cái ý nghĩa thì làm sao mà nó đếm được đâu Thế cho nên nó phải sử dụng là how much right. Hagrid wasn't a fully qualified wizard Dịch chậm rãi hơn à Thì thực tế ra Có những người thì Ờ thì, 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 thì nó gọi là Có những người chê đúng không? Thì mình cũng phải tiếp thu thôi Mình chậm hơn một chút Kỹ kỹ hơn một chút Mặc dù là nó <laughs> hơi, uh, hơi 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 nghiêm trọng, hơi quan trọng hóa vấn đề quá. thì đây nhá, nào, wizard phù thủy này, qualify uh, có ed thì nó có nghĩa là kiểu có được cái sự tín nhiệm hoặc là có đủ những cái phẩm chất để mà thực hiện một cái nhiệm vụ nào đó. thế thì nó gọi là qualified, Đấy, qualified, đấy, có đủ cái phẩm chất, có đủ cái 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 um, khả năng Ừ, một người phù thủy không có trọn vẹn khả năng ờ uh, hợp lý đấy he had been expelled from hogwarts in his third year for a crime he had not committed thì uh, ông ta đã bị đuổi khỏi hogwarts vào cái năm thứ ba của mình cho một cái tội lỗi cho một cái tội mà ông ấy không có vi phạm đấy cái từ commit thì nó thường đi từ crime thì đấy mắc phải một cái lỗi nhá mình gây ra một cái tội expel thì đó là bị tống khứ, bị đuổi khỏi thôi. It had been Harry, Ron and Hermione who had cleared Harry's name last year. Thì cái cấu trúc nhấn mạnh này, it cộng với lại đối tượng người đúng không? Sau đó nhấn mạnh bằng một cái mệnh đề quan hệ. Ừ, thì đấy là cấu trúc nhấn mạnh nha. Đó là ba người bạn của chúng ta, những người mà đã xóa tội cho Harry vào năm ngoái. Cái gì? Giọng Bắc Quấn à? <laughs> giọng bắc quấn uh, mình mình đang ở trong nam mình thấy giọng nam rất là quấn <laughs> uh, chắc là do do người bắc thì lại thấy giọng nam quấn đúng không chứ người nam thì lại thấy giọng bắc quấn Đấy, nó ngược nhau như thế nào clear somebody's name thì tức là kiểu như là mình mình xóa đi cái uh, cái dirt ở uh, cái tên của ai đó right Thực tế mình nhớ trong một những cái buổi livestream trước hình như là mình có đưa ra một cái cụm như thế này nhá khi mà mình mình muốn nói về một cái tiếng xấu của ai đó ấy, thì tức là à anh ta có này có một cái skeleton skeleton uh, skeleton đâu rồi viết như nào skeleton uh, in his closet đấy có một cái bộ xương ở trong ở trong tủ quần áo thì đó là một cái thành ngữ nó có nghĩa là kiểu có một cái tiếng xấu đấy mình có thể kiểu about something tức là về cái thứ gì bộ xương đấy là về cái gì đúng không à, rồi thứ hai đó là kiểu have um, a bad rap a bad rap about something đấy, nếu mà có tiếng xấu nhá có ví dụ sơn tùng hay là bất cứ một thứ gì có tiếng, tiếng xấu đúng không thì đây có hai cái cách miêu tả này Word, wardrobe hoặc là closet nó đều ok đấy, biết làm sao ở trong tủ quần áo ấy cái nơi mà chúng ta đựng quần áo ở trong đấy giấu xương ở trong đó mà uh, nếu mà chịu khó theo dõi live stream thì chúng ta pick up được nhiều từ lắm at long last cuối cùng đúng không sau một hồi cuối cùng thì when the last mors morsel morsel the pumpkin tart had melted from the golden platters Dumbledore gave give the word that it was time for them all to go to bed and they got their chance rồi at long last sau cùng này khi mà những cái mẩu pumpkin cái mẩu bánh kem bí ngô cuối cùng nó đã tan chảy khỏi cái cái đĩa vàng thì thầy Dumbledore đứng lên nói rằng bây giờ đã đến thời gian để cho tất cả mọi người phải đi lên giường ngủ rồi đấy phải lên cái tòa của mình đúng không để mà ngủ và cuối cùng thì ba người bạn cũng có cơ hội để mà nói chuyện với ông harry đây chúng ta sẽ có những từ như sau morsel uh. morsel thường là a small amount of something đấy, a small amount of something một cái lượng nhỏ thường nó đi food thường đi đồ ăn á uh đấy morsel nha một mẫu những cái mẫu cuối cùng về bánh pumpkin bánh bí ngô đúng không ừ. nó đã melted tức là nó đã tan chảy này trên những cái đĩa vàng của nó cái từ play uh, cái từ platter đó, chính xác ra thì đó là một cái đĩa to còn từ plate thì đó đi ăn nhưng mà platter thì thường đó là cái đĩa mà nó đựng cả cái món cả cái phần đồ ăn ở trên đấy đó rồi tiếp theo là thầy Dumbledore này uh, gave the word tuyên bố đúng không đưa ra một cái thông báo rằng bây giờ đã đến thời gian rồi it is time for somebody to do something. Mm. Congratulations, Herrick. Hermione squealed as they, uh, as they reached the teacher's table. Xin chúc mừng, Herrick. Con bé Hermione nó nó dít lên, nó d... cái cái giọng của nó ấy. D... Đấy kiểu thế thì đấy squeal. Một cái con lợn nó bị chọc tiết mà. Ừ, thì nó squeal. Khi mà họ đi đến cái bàn giáo viên. À, All down to your, your three. Uh, no, all down to you three. Ờ, tất cả là nhờ ba cháu đấy. Ừ, cái từ thơ nó là cái uh, nói nhanh của từ two nhé. Ừ. The two. Uh, Alright. Tiếp theo này, all down to you three. Cả ba đấy là nhờ cả ba cậu đấy, cả ba cô cậu đấy. said Henrik wiping his shining face on his napkin as he looked up the, at them. As he looked up at them không believe it, uh, great man Dumbledore came straight down to me, uh, to me hut after Professor Kettleburn, Kettleburn said he had enough. It's what I always wanted. thì uh, cái ông thực tế ra cái ngay từ cái cuốn thứ hai ấy, mình có giải thích là cái ông Herlock này này là một người nó thổ phỉ, là một cái người mà nó kiểu uh, cái cách sử dụng ngôn ngữ của ông ấy giống ở trong rừng nữa. Thế cho nên là nó nói nó nói nhiều khi chúng ta sẽ thấy rằng là cái từ á từ to thì nó thành thơ đúng không rồi can believe it nó nói không có đầu có cuối mà nó chỉ đưa ra những cái thứ gì mình cái ý chính thôi đó thì đây này chúng ta sẽ thấy là cái giọng nói của ông ấy nói nhá không thể nào tin vào cái điều đó quả là một người đàn ông tuyệt vời thầy đồ ông ta đi thẳng đến cái túp lều của tôi sau khi cái giáo sư Kettle... Kettleburn ông ấy nói rằng là ông ấy đã chịu được đủ cái vị trí này rồi cái công việc uh, chăm sóc sinh vật huyền bí luôn luôn là cái thứ mà tôi từ trước đến giờ muốn à, rồi đó đấy là cái lời nói của ông Henrik đó còn ông ta này ông ta lau cái khuôn mặt sáng loáng của mình vào cái khăn ăn khi mà ông ta nhìn lên về phía ba người bạn cái từ shine đúng không đấy là ánh nắng và ở shining face cái khuôn mặt nó đang sáng loáng vì sao bởi vì ông ấy uống say xong rồi là ông ấy vui vui mừng đó. thế cho nên là à cái khuôn mặt đúng không nó bồ hóng à, nó đang phản quang ánh sáng ở trên các cái ngọn nến đó. thì nó gọi là shining face right. napkin uh, napkin nha khăn ăn cái khăn lau miệng uh, nhiều bạn sẽ sử dụng cái từ tissue nhưng mà khi mà chúng ta đi ăn ở hàng đó, thì nên dùng từ napkin này nó nó chính xác hơn tissue chỉ là cái khăn giấy còn nếu mà lau miệng á thì nó không nó nên dùng từ napkin này nha. Rồi tiếp theo này, mi hất tức là my hất tức là cái túp lều của tôi đấy. Đấy, rồi. Overcome with emotion, he buried his face in his napkin. Uh, and Professor McGonagall shooed them away. Nó quá xúc động với những cái cảm xúc của mình. Thì ông Hagrid, ông ấy chôn mặt của ông ấy vào trong cái khăn ăn tức là cảm xúc nó cao trào quá thế cho nên là kiểu như thôi ngại ngùng đúng không lấy cái khăn mà nó kiểu úp lên mặt và sau đó giáo sư McGonagall thì shu shu đuổi ba người bạn đi chỗ khác đấy đuổi harry ron và hermione nhá, ra chỗ khác đi đúng không đừng có làm phiền thầy nữa shu nhớ cái nó giống cái hành động đuổi thú vật ấy. shu shu đó nó là như thế à, cái cụm này rất là hay này cảm xúc nó cao trào quá đây nó cao trào quá. Overcome thì thường nó là vượt qua một cái gì đó ấy, nhưng mà đây là nó bị lấp đầy bởi cảm xúc nha. Ba người bạn joy the gryffindors streaming up the marble staircase and very tired now along more corridors, up more and more stairs. Đọc chậm hơn chưa? Rồi, chứ còn bình thường khi mà mình nói chắc là nó sẽ nhanh hơn chút. Thì đây, ba người bạn này thì nhập với lại cái đám gryffindors đang đổ lên những cái cầu thang cẩm thạch không đổ lên cái cầu thang cẩm thạch stream đó, đó là dòng suối nhưng ở dạng động từ thì tức là mình đang đi theo một cái đoàn người mình đổ vào cái nơi đó. đó nó giống như kiểu cái lượng nước đúng không? Nó được đổ vào đâu ấy. And very tired now. Bây giờ thì đã mệt lắm rồi. Uh, họ đi dọc theo nhiều hành lang hơn này. Corridor nha, hành lang. Và đi nhiều lên những cái cầu thang hơn nữa. Tới to the hidden entrance to Gryffindor Tower tới cái cái lối cái lối vào ý mật vào cái tòa tháp Gryffindor ừ. entrance lối vào đúng không Với The tower tức là cái tòa tháp đó ừ. ok a large portrait of a fat lady in a pink dress as them password một cái một cái bức chân dung rất là lớn về một cái người đàn bà béo trong một cái bộ váy hồng đang hỏi họ này mật khẩu coming through coming through Ồ, oh, mật khẩu À, à, mình cứ tưởng đây là mật khẩu không hóa ra nhá không phải là mật khẩu đâu đây là cái tiếng nói của anh chàng Percy tức là cái người huynh trưởng ấy người ta bảo là à, tránh đường tránh đường cho tôi đi qua nào tránh đường cho tôi đi qua nào anh Percy called from behind the crowd the new password Fortuna Major thì cái anh huynh trưởng anh ấy gọi với từ đằng sau cái đám đông cái mật khẩu mới của chúng ta đó là Fortuna Fortuna Major cái cái này cắt nghĩa thì mình không rõ là cái gì đó major thì nó là một cái thứ gì nó môn học đúng không à, fortuna nghe nó giống cái xe ô tô <cười> fortuna <cười> nếu mà cắt nghĩa từ này hơi khó đúng không ô, ô tô fortuna đấy, chúng ta hay đọc vui vui là cái ô tô đấy mà oh no set level long bottom sadly ôi không cái thằng bé Neville Longbottom Nó nói một cái giọng rất là buồn bã Sad nha, buồn bã này He always had trouble remembering the passwords uh, Cậu ấy luôn luôn có những cái vấn đề Trong cái việc đó là ghi nhớ những cái mật khẩu Though the portrait hole and across uh, Through the portrait hole and across the common room The girls and boys divided towards their separate staircases um, Qua cái tấm chân dung, cái lỗ Cái lỗ nó gọi là cái lỗ đằng sau tấm chân dung đấy bởi vì portrait đó là tấm chân dung này phải cái hô trên là lỗ đúng không vậy thì đây là cái lỗ đằng sau đó và đi ngang qua cái phòng sinh hoạt chung common là phổ thông mà chung à, những cái người uh, bạn học sinh nam và nữ thì chia nhau về các cái cầu thang riêng biệt của mình đấy chia nhau ra về cầu thang riêng biệt staircase đó cầu thang là separate có nghĩa là kiểu tách 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 rời với nhau harry climbed the spiral stairs with no thought in his head except how glad he was to be back thì uh, harry climbed trèo lên cái cầu thang xoắn không đấy là fortune tức là có cái chữ nó viết như thế này cái mà fortune không phải fortuna fortune nó là những từ từ ơ ờ, đúng rồi nó viết như thế này này đấy fortune Chứ còn foot chắc là kia là cái cách điệu thôi nó fortuna rồi right. Tiếp theo nhá, spiral thì mọi người biết cái con nhện nó là spider đúng không? Thì đây này cứ hiểu là nó sẽ có cái sự liên quan với con nhện này. Con nhện nó đi theo cái nó răng tơ theo cái hình hình xoắn, hình vòng cung mà. Thế cho nên bây giờ spiral chính là dạng xoắn. Nha và đấy là cái cầu thang xoắn này. Với không hề có bất cứ một cái suy nghĩ nào trong đầu cậu ấy. Ngoại trừ cái việc đó là cậu ấy rất là hân hoan khi mà quay trở lại trường. Đấy, how glad he was to be back cái thực glad tức là mình rất là vui mình hân hoan mình hồ hởi bởi vì cái việc đấy nó đến với mình á i'm glad đúng không rồi they reached their familiar circular dormitory họ đi đến cái ký túc xá mà nó quen thuộc nó hình uh, hình vòm của họ chúng ta sẽ có từ circle ấy chính là cái hình tròn đúng không circular có thể hiểu là hình vòm đi bởi vì là thực tế ra nó cũng những cái nét của nó cũng Ui. Ồ, oh, mình đã dùng hết lưu lượng đây data rồi. Nó vừa xảy ra một cái cú lag bởi vì mình dùng hết cái lưu lượng data uh, bật 3G mà, livestream mà thế cho nên là bây giờ chuyển sang wifi thì cái wifi nó hơi yếu một chút nhé. Đợi tí, đợi tí, đợi tí. Hết lag chưa? Alo, alo, alo wi-fi thì uh, từ nãy giờ ấy, từ đã bắt đầu livestream là mình dùng 3G đấy mình dùng uh, mạng di động còn bây giờ thì chuyển sang wi-fi wi-fi yếu lắm Hôm qua livestream rồi bằng wi-fi rồi đăng ký gói V120 <laughs> uh, thanh niên nào có biết ở đây V120 nó cho có hai G thôi đấy thế là livestream nãy giờ hết rồi đấy nhanh thật đấy. đó nào tiếp theo này thì đây chúng ta sẽ có nhé. They reach their familiar circular dormitory with its five four, five four poster beds. Thì uh, họ đi đến cái um, cái ký túc xá quen thuộc và hình hình vòm, cái hình tròn đúng không? Sai. Dã man ông bảo V300. <laughs> Thực tế là bình thường mình có dùng di động mấy đâu, đúng không? Đăng ký 2 g một ngày là đủ rồi. Uh, 300 thì chắc là nó 5 g à? Ừ nhưng mà bình thường là wifi nếu mà nó tốt thì livestream cả tối chứ còn bây giờ chẳng qua wifi nó hơi yếu thôi. Nhà circular tức là mái vòm á. Cái dormitory cái ký túc xá này nó có nó với năm cái giường uh, 4 bốn vách của họ. Đấy không? Với năm cái giường có bốn vách, bởi vì mỗi một vách thì nó sẽ là một cái tấm uh, một cái tấm uh, banner, một cái tấm poster, một cái affix. Và đấy bọn học sinh đúng không nó dán mỗi một vách thì mỗi một cái uh, Affix app nó được dán vào một cái vách thì đấy nó gọi là four poster bed nha đấy giường bốn vách và Harry này looking around felt he was home at last và Harry nhìn xung quanh cảm giác rằng cậu ấy đã về nhà cuối cùng đấy, cuối cùng cũng đã ở nhà đăng ký wifi cho thầy không đây là đang ở Airbnb em ạ tức là đang uh... Uh, tức là chưa chưa có chỗ ở ổn định ấy, uh, thế cho nên là bây giờ đang đang ở nó gọi là cái gì nhỉ, ở tá túc tại một cái nơi cho thuê nhà đấy, right. tá túc. OK từ từ nghỉ chưa? <laughs> hết chương luôn đấy. Hay là làm một tí nữa chapter 6 uh, chapter 6 uh, chương 6 OK cuốn này nó khá là nhiều chương đó. Nào nghỉ nghỉ chưa hay là làm tí nữa? Talents uh, talent từ từ ta talent and tea leaves thì talent tức là cái móng uh, cái 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 móng vuốt nhá móng vuốt thường của động vật đó còn tea leaves đó là lá trà đúng không lá trà All right. tí nữa đi <laughs> từ từ mình phải set một cái goal xem đã set một cái uh, đến đâu rồi nhỉ chắc là đến uh... Uh, đến đây nhá, Marmalade. đó là cái kem cái mứt đó, Marmalade là cái mứt, rồi thì chắc là đến đây đi, mm, đến đây đi, right ok, nào chúng ta sẽ chiến nốt uh, hai trang nữa nha, mời quý khách soạn tin để tham gia dịch vụ ứng data, no. hết chapter luôn, đọc bằng cả mạng sống ông, rồi <laughs> right. uh, từ từ, cái này mọi người chơi game Liên Minh Huyền Thoại không? biết cái thằng talon <laughs> đừng có ai đọc là talon nha uh, chơi game liên minh huyền thoại thì nhiều bạn sẽ đọc cái tên tướng là talon uh, nhưng mà đây nó là talent nha uh, talent right. đấy talent móng vuốt và lá trà when Harry, Ron and Hermione enter the great hall for, break, for breakfast next day khi mà ba người bạn này đi vào cái sảnh chính cái ngày hôm sau để mà ăn sáng for breakfast đúng không? để ngày hôm sau ăn sáng này. The first thing they saw was Draco Malfoy. Cái thứ đầu tiên mà nó đập vào mắt họ đó là cái thằng Draco Malfoy, who seemed to be entertaining a large group of Sly uh, Slytherins with a very funny story. Người mà có vẻ là đang uh, đang 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 gây đang giải trí cho cả một cái nhóm lớn của những học sinh nhà Slytherin với một cái câu với một cái câu chuyện nó rất là khôi hài. Ừ sáng ra đúng không sáng sớm ra uh, tự tự nhiên nhỉ có thể bảo là walk out with the wrong foot yeah, walk out with the wrong foot tức là kiểu bước đi ra khỏi cửa ấy, bước nhầm chân đó uh, hoặc là à, gọi là kiểu như um, step out of bed đúng không hoặc là kiểu go out of bed with the wrong foot ra khỏi giường bước bước nhầm chân thế cho nên gặp cái thằng Draco Malfoy này người có vẻ đang giải trí cho cả một cái nhóm lớn những cái học sinh nhà Slytherin với một cái câu chuyện rất là khôi hài. As they passed, Malfoy did a ridiculous impression of a swinging fit, swinging fit, and there was a roar laughter. Khi mà họ đi ngang qua, thằng Malfoy nó làm một cái hành động, một cái cử chỉ rất là lố bịch. <laughs> một cái lố, từ từ cái impression đó thì chúng ta hiểu là cái sự ấn tượng đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta do an impression tức là chúng ta giả vờ bắt chước lại cái phong thái hoặc là cái lời nói của ai đó thì đấy nó gọi là do an impression of somebody hoặc of something, right. Rồi tức là nó bắt chước này, một cái hành động, một cái cử chỉ nó rất là lố bịch, ridiculous. về một cái swooning fit. Uh, fit thì đó là một cái cơn nhá, giống kiểu chúng ta lên cơn á, nhưng mà swoon mình nghĩ là giống kiểu là một cái hành động giống là bị phê đá <laughs> đấy mình mình đoán bừa tôi tí nữa mình tra từ soon này sau nha và there was a raw laughter tức là có một cái chàng cười mọi người phá lên cười đó thì, 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 thì mạng wifi nó lag như thế mà a raw of laughter nha một cái chàng cười mọi người phá lên đây mình sẽ tra cho chúng ta từ soon nó là cái gì này soon 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 à, nó có nghĩa là ngất đi tắt dần theo điệu nhạc bị xúc động quá ừ, thì nó gọi là xuống swoon swoon, swoon. Ừ. rồi ok nhá swooning fit tức là lên cơn ngất ignore him said Hermione who was right behind Harry just ignore him uh, it's not worth it hãy làm ngơ nó đi bơ nó đi con bé Hermione nó nói này người mà đứng ngay bên phải của Harry đằng sau bên phải của Harry black cow à nó gọi là pass out thì nó hợp, hợp lý hơn còn black out thì nó còn làm mất điện à blackout tất nhiên nghĩa bóng thì nó có thể hiểu là mình ngất đi á. Mình không còn nhìn thấy một thứ gì nữa. Tuy nhiên thường nó sử dụng với từ mất điện hơn nha, blackout. Đó. Còn pass out uh, thì nó mới là ngất đi. Từ này thì không có cái trạng thái khác của nó đâu, chỉ có pass out là ngất thôi. Rồi right, tiếp theo. Um, đứng đằng sau ngay bên phải của Harry này, cứ làm ngơ nó đi, cứ bơ nó đi nó không có đáng đâu, it's not worth it. Uh, keep in mind đúng không? Rằng là ignore him. It's not worth it. <laughs> uh, ignore him is not worth it. Mm. Hey Potter. Shriek uh Pansy Parkinson. Cái con uh, này Potter, cái con Pansy Parkinson nó ré lên, nó rít lên một cái. Cái từ shriek thì đấy là một cái âm uh, nó, nó ở một cái tông giọng rất là cao nha thì nó là shriek. Uh, a Slytherin girl with a face like a pug. Một cái con bé nhà Slytherin với một cái khuôn mặt, nó như là một cái uh, puck, puck Puck, Puck Puck ở đây mình cũng không thể nào luận ra nó là cái gì nhỉ Puck, Puck, Puck Puck uh, Tí nữa mình tra sau nhé Porter, The Dementors are coming Porter, woo, Thì đấy, nó trêu chọc Porter đúng không? Nó trêu cái thằng uh, Harry ở uh, uh, Puck thì nó có nghĩa là một cái, đây chúng ta sẽ xem này một cái con chó 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 phốc đấy một cái con chó phốc nha như một cái con pug uh, một cái con chó phốc ok Harry dropped into a seat at the Gryffindor table next to George Weasley ok chó chó pug à uh, ok chó chó phốc nha nó gọi là chó phốc Harry ngồi thụp xuống một cái ghế ở cái bàn Gryffindor bên cạnh cái George Weasley bên cạnh Ron <laughs> À, đôi khi học tiếng Anh ấy, mọi người vào phòng thi cũng phải có một tí acting skills, phải lồng cái cảm xúc của mình vào thì nó mới có có hồn được, nó giám khảo nó mới tin là mình đang chăm gió. À, ok, tiếp theo này dropped into thì nó gọi là rơi thụp xuống cái ghế. New third year timetables. Đây là những cái lịch học mới của sinh viên năm 3. Said George passing them over. What's up with you, Harry? Anh George nói thế này và đưa cái lịch học cho um, uh, cho 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 um, ba cái người bạn của chúng ta. "Cậu làm sao đấy Harry?" "Đấy, cậu làm sao đấy Harry? What's up with you, Harry? Malfoy." said Ron sitting down on George's other side and glaring over the, at the Slytherin table. Ron nói, "Đó là Malfoy." Đấy, và ngồi xuống um, ở cái phía bên còn lại của George và đang nhìn chừng mắt về phía cái bàn nhà Slytherin. Đó. Rồi, ngồi bên cạnh cái phía còn lại này. Other side, đúng không? Cái phía bên còn lại Và glare. Bình thường ấy, có chữ E nữa nhá Thì nó có nghĩa là cái mặt trời nó đang hừng Nó đang chiếu sáng một cái mức độ rất là dữ dội Thì đấy nó gọi là glare Như là dạng con mắt Cái nhìn thì nó gọi là chừng mắt George looked up in time to see Từ từ George looked up in In time to see Malfoy pretending to faint with terror again. Thằng George, anh chàng song sinh á, anh ấy nhìn lên, vừa kịp lúc để mà thấy Malfoy đang giả vờ ngất đi với cái sự hoảng loạn một lần nữa. À. <laughs> Tức là nó bắt trước Harry, đúng không? Nó bắt trước Harry giả vờ, pretend nhá, giả vờ này. Đây mệnh đề quan hệ rút gọn này, faint à, từ faint thì nó coi là kiểu ngất đi thôi. Right à, Với một cái sự hoảng loạn, terror. That little jit Cái thằng khốn đấy à, Cái thằng khốn đấy He said calmly Cái từ jit thì thường nó nói về một cái người đàn ông Hoặc là một cái chàng trai mà nó láu cá hay Nó um, danh mãnh Đấy thì nó là jit right? Jit He said calmly He wasn't so cocky last night when the Dementors uh, Were down Were down on end of the train Thằng đấy hôm qua thì nó không có hợm hĩnh như thế này vào cái buổi tối hôm qua khi mà những cái thằng giám mục những cái người giám mục họ đang rào soát, họ đang uh, kiểm tra cái phía cái phía đầu tàu đâu. Đấy. Nào đây nhá, chúng ta sẽ có từ cocky á, nó có là hậm hĩnh uh, bao hoa trích chòe rồi là kiểu như nó đang 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 không coi ai ra gì thì đấy nó gọi là cocky. Nó sẽ nó không thực sự kiểu như là hậm hĩnh vào buổi tối qua khi mà những cái kẻ giám mục down tức là kiểu đi xuống đúng không? Cái đầu của cái tàu để mà kiểm tra đâu. Cái từ end Vinh vào. Cái từ end nó là có nghĩa là cái đầu bên này với đầu bên kia. Đấy, rồi came running into a uh, came running into our compartment, didn't he fret? Cái thằng đấy nó chạy vội vàng vào cái khoang tàu của chúng ta, có phải không? Fred. Tức là cái thằng Malfoy đúng không? Nó cũng sợ, nó cũng sợ. Chứ nó không có tỏ ra như bây giờ. Đấy. nearly wet himself set Fred, cái cậu bạn Fred thì nói rằng là cái thằng Malfoy ấy, nó gần như là nó đái dầm, <laughs> cái từ wet himself ở đây này kiểu như tự làm cho bản thân mình ướt, à, à đúng không? thì đấy đái dầm, yeah, đái dầm. With a uh, With a contemptuous glance at Malfoy, với một cái nhìn đầy kinh tởm về phía của Malfoy. Mm thêm thì đó là cái sự đáng ghét xong rồi là mình, 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 mình thù hằn người ta và cần contemptuous chính là cái tính từ của nó Đấy, cần contemptuous glance Một cái nhìn đầy sự thù ghét về phía của Malfoy I wasn't too happy myself, said George They're horrible things, those dementors Tớ cũng không, mình cũng không thực sự là cảm thấy hài lòng với bản thân mình đâu uh, Những cái con giám ngục ấy thực sự nó là những thứ horrible kinh khủng lắm đúng không? Sort of, so uh, sort of freeze your insides, don't they? Said Fred. Những cái tên giám ngục nó khiến cho bên trong của chúng ta đóng băng. Đấy, nó đóng băng những bộ phận bên trong nội tạng rồi là uh, tim mạch các kiểu ạ. Đấy, nó đóng băng những thứ bên trong của chúng ta đúng không? Said Fred. Nhớ nhá từ freeze coi là kiểu đóng băng á. Đó. You didn't pass out though, did you? Ít nhất là hai anh cũng không có ngất đi. Ê, ít nhất là hai anh có không không có ngất đi đúng không? Set Harry in a low voice. Harry nói trong một một cái giọng nói nó rất là nhỏ, ít nhất là hai anh cũng không ngất đi như em. Forget it, Harry. Set George bracingly. Quên nó đi, Harry. Anh George nói một cái giọng nó nói giọng. Uh... Đây nha, mình sẽ cắt nghĩa cho mọi người. Còn bây giờ mình không biết dịch cái từ này trong tiếng Việt nó như thế nào đâu. Đầu tiên này chúng ta sẽ có từ brace, brace đó là cái um, một cái rào chắn, một cái lớp chắn. Đấy. Có thể chúng ta gọi cái niềng răng ấy là cái brace cũng được. Đấy, vậy thì nếu mà bracing đúng không thì tức là à nó giống như kiểu một cái thứ gì nó khiến cho cơ thể chúng ta nó cố định ấy. Nói một cách vững vàng. Đúng rồi. Nói ừ, ừ chắc nịch được. Đấy dịch ra tiếng Việt có thể hiểu là chắc nịch nhá. Đôi khi mình hiểu văn cảnh nhưng mà mình không tìm ra được tiếng Việt để mà diễn đạt cho mọi người á. À, thế cho nên là uh, có, có những người bắt bẻ Thế thì đây, bracing, nhớ nhá. Nó có nghĩa anh ấy nói một cách chắc nịch. Rồi. Cứ nhớ cho mình cái brace, đó là cái lớp chắn ấy. Đấy, hoặc là cái niềng răng đó. Tiếp theo. Dad had to go out to Azkaban one time, remember Fred? Thì uh, bố chúng ta đã phải đi đến cái tù ngục Azkaban vào uh, một lần. Nhớ chứ Fred. And he said it was the worst place he ever been. Và bố... Và bố nói rằng đó là cái nơi tồi tệ nhất mà bố từng tới. He'd ever been. He'd ever been rồi yeah. chưa? Từng tới. He came back uh, all week and shaking. Bố quay trở về um, người nó rất là yếu ớt và run rẩy Đấy, weak. Shake có chữ e đây nhá thì đấy là kiểu như mình 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 đang co giật á kiểu thế. They suck the happiness out of a place. Dementors những cái con giám ngục ấy thì nó hút cái sự hạnh nó hút những cái sự hạnh phúc của chúng ta nó hút cái sự hạnh phúc những cái thứ thoải mái ra khỏi một cái nơi trốn đấy tức là cứ nơi nào mà có cái sự um, hiện diện của những cái con giám ngục thì ở đó không có hạnh phúc most of the prisoners go mad in there phần lớn những cái tên tù nhân đó, thì nó trở nên điên loạn khi mà ở trong tù đấy, in there ở nơi đó nhá ở nơi đó anyway Uh, we'll see how happy Malfoy looks after our first Quidditch match. Thôi, dù sao thì chúng ta sẽ thấy rằng là thằng Malfoy nó sẽ có vẻ mặt hạnh phúc như thế nào sau cái trận đấu Quidditch đầu tiên của chúng ta. Ừ, nó thua mà. <laughs> Đây là một cái câu kiểu lấy tinh thần đúng không? Ừ, rồi để xem, rồi để xem nó hạnh phúc như thế nào. <laughs> Set Fred Gryffindor versus uh, versus Sly Slytherin. Ừ. Nhà Gryffindor đối đầu với lại nhà Slytherin. À, khi mà chúng ta xem một cái trận đấu thì nó thường có chữ VS. Đó. Thì ở đây mọi người thấy là nó viết tắt cho từ versus. Nghĩa là đối đầu với lại ai đó. Versus, versus, right. Rồi first game of the season, remember? Um, đó là cái trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, nhớ chứ? The only time Harry and Malfoy had faced each other in a Quidditch match, Malfoy had it. Malfoy had definitely come off worse cái lần duy nhất mà Harry và Malfoy đối mặt với nhau trong một cái trận đấu Quidditch cái từ face nó có nghĩa là cả hai người đối mặt với nhau đúng không không phải là face with mà nó gọi là face something nha tức là nó không có từ with đâu đừng uh, nghĩ rằng là đối mặt với thì chúng ta dịch sang tiếng Việt là chúng ta sẽ thêm từ with vào nha nó không phải đâu nó là face something thằng Malfoy nó um, nó rõ ràng rằng là nó là cái người tồi tệ hơn Come off thì thực tế ra ấy, nó có nghĩa là kiểu biểu hiện bên ngoài rồi là cái uh, tính chất yeah, là nó tồi tệ hơn. Feeling slightly more cheerful, Harry helped himself to sausages and fried tomatoes. Um, cảm giác nó hân hoan hơn một chút thì Harry tự mình lấy những cái món xúc xích và cái khoai tây, uh, khoai... À, đâu, 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 đâu. Cà chua chiên ở trên bàn. The fuck? sao là cà chua chiên nhỉ? <laughs> sợ khoai tây chiên chứ nó phải là potato chứ nhỉ? Đấy, chứ còn bây giờ cà chua thì nó lại đi chiên được mình cũng đến chịu luôn cà chua rán đúng không cà chua rán <laughs> nào đây nhá chúng ta sẽ có thể chia phú chia là cái sự ăn mừng á cảm giác nó hân hoan hơn một chút sausage xúc xích uh, tomato đây uh, tomato rồi uh, cà chua Hermione was examining her new timetable Cà chua chiên. <laughs> đúng không? À, chịu đúng không? Chắc là đây nó là khoai tây đấy. Mình nghĩ là khoai tây nó hợp lý hơn. chứ cà chua hơi buồn cười. Nó là nước thì bây giờ đem nó đi chiên nó hơi kỳ. Thì đây nhá, cái con bé mi này thì nó đang uh, xăm soi cái thời khóa biểu mới của nó. Đấy, timetable được chưa? Examine. Thì uh, nó có nghĩa là kiểu kiểm tra này, rồi là xem xem nó có cái gì đấy, khảo sát nó. All oh, good. We're starting some new subjects today, she said happily. Oh, rất là tốt. Chúng ta sẽ bắt đầu những cái môn học mới ngày hôm nay. Đấy, con bé nó nói rất là hạnh phúc. Con này nó cứ học là cái là cái thứ mà chắc là nó hạnh phúc nhất rồi đúng không? Cứ học đâm đầu vào học là hạnh phúc. Uh, Hermione said Ron frowning as he looked over her shoulder. They've messed you up. Ah, à, they've they've messed up your timetable. Look, they've got you down for about 10 subjects a day. There isn't enough time. Ron nói rằng là Hermione này đang nhăn chán lại khi mà cậu ấy nhìn vào cái thời khóa biểu của con bé qua vai của nó. nhìn qua vai để mà liếc nhìn vào cái thời khóa biểu ấy. Rõ ràng rằng là họ đã làm sai cái thời khóa biểu của cậu rồi. Bởi vì nhìn này, cậu phải có tầm khoảng 10 môn trong một ngày. Không đủ thời gian đâu. No, there's, uh, there, there isn't enough time. Không đủ thời gian. Cái từ mess something up nhá thì nó có nghĩa là kiểu làm xáo trộn hoặc là mình làm hỏng cái đấy. Mm. Got you down tức là kiểu giao cho cậu. Đây, giao phó cho cậu 10 môn trong một ngày. Dã dạ, man. l manage, tớ tớ sẽ cố. Nhá, tớ sẽ cố để mà làm được cái thời khóa biểu này. I fixed it all with Professor McGonagall. Tớ đã chỉnh sửa, tớ đã gọi là 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 thỏa thuận tất cả với lại giáo sư McGonagall rồi. Bởi vì từ fix thì bình thường nó có nghĩa là sửa chữa hoặc là cố định á. Đấy vậy thì đây có thể trong trường hợp này chúng ta nên hiểu rằng là con bé này ấy, nó đã ấn định cái thời khóa biểu đấy tất cả các cái môn ở trên đó với giáo sư McGonagall rồi. Alright. To manage nó là quản lý nhưng mà con còn có nghĩa là cố gắng thực hiện được một cái việc gì. But look, nhưng mà nhìn này. Set Ron laughing. See this morning, 9 o'clock divination and underneath 9 o'clock muggle studies and đây, Ron chỉ ra một cái điều nó khá là thú vị Tức là nhìn này, cái buổi sáng ngày hôm nay 9 giờ thì đó là cái môn chiêm tinh học Và dưới đó cũng là khung giờ 9 giờ thì đó là nghiên cứu về con người Muggle Studies, bởi vì nghiên Studies đó là các cái nghiên cứu mà Và đây là cái người không có pháp thuật em Ờ. Uh, Ron lean closer to the timetable Disbelieving Ron dướn người gần hơn vào cái thời khóa biểu Và không tin vào con mắt của mình Đấy, từ lint, hiểu không? Thì ý của nó có nghĩa là kiểu hướng về phía trước. Uh, look underneath that orthomancy, 9 o'clock. Tức là cùng một cái khung giờ, 9 giờ, nó học 3 môn. Đây, Ron chỉ ra rằng, rằng là I mean, I know you're good, Hermione, but no one's that good. Ý tớ rằng là tớ biết rằng là cậu uh, thích học, cậu uh, giỏi trong cái việc xoay sở, nhưng mà không ai đến mức như thế. Đấy, that good khi mà that mà nó nhấn mạnh với lại một cái động một cái tính từ ấy thì tức là không đến mức như vậy how you supposed to be in three classes at once làm thế nào cậu lại có thể ở trong ba cái lớp học cùng một lúc được ừ. cái từ supposed tức là nó ý của nó có nghĩa là kiểu mang tính chất mặc định nhá làm thế nào đúng không mặc định làm thế nào mà cậu có thể ở trong ba lớp học được Don't be silly, said Hermione shortly. Of course, I won't be in three classes at once đừng có ngây thơ ngu ngốc như thế con bé Hermie nó nói một cách là uh, giọng cụt lủn bởi vì từ short ngắn tất nhiên tớ sẽ không ở trong ba cái lớp học cùng một lúc well then ở vậy thì um, đang biết đang không biết phải nói cái gì nhá Pass the marmalade set Hermione thì đưa cho tớ cái uh, cái món mứt cái món kem mứt cái từ marmalade tức là cái mứt nhá cái mứt nó được ướp lại thì đấy thì nó gọi là marmalade Alright, rồi à, chắc là đến đây thôi được không? Mình bảo mình đọc đến đây mà. À đâu? đâu, no, đâu no, so, sorry một đoạn nữa nhá. À, đến đây cơ, đến đây cơ. À, vừa nãy mình nhớ mà, thì đây ở đến đây. But uh, nhưng uh, oh, Ron, what is, what's it to you if my timetable's a bit full? Oh, Ron, nó có liên quan gì đến cậu? Nếu như cái thời khóa biểu của tớ nó hơi đầy, kệ tớ. Đúng không? Chẳng có liên quan gì đến cậu What's it to you? What's it to you? If my timetable is a bit full Hermione snapped Cái con bé này nó ngắt lời I told you Tớ đã nói với cậu rồi I fixed it all with Professor McGonagall Tớ nói cậu rồi nhá Tớ đã cố định cái lịch này Tất cả các cái môn ở trong đấy Với giáo sư McGonagall Just then, Harry entered the Great Hall. He was wearing his long moleskin overcoat vừa lúc đó thì ông Herrick ông ấy đi vào cái sảnh chính ông ấy mặc một cái áo một cái áo trùng uh, một cái áo tràng dài da chuột chuỗi đấy một cái áo tràng dài da chuột chuỗi cái overcoat thì thường là các cái uh, diễn viên ở trong hàn này nó mặc ấy, và chúng ta gọi đó là cái áo đây nha mọi người xem uh, Lee Min Ho <laughs> uh, trong những bộ phim của anh ấy thì anh ấy rất là thích mặc cái overcoat Ờ, mình cũng không biết là dịch nó ra là cái gì cái áo tràng dài cái áo cái áo, áo áo măng tô chính xác đúng rồi áo măng tô thì nó gọi là cái overcoat đây măng tô nha và đây là cái màu skin á Màu là cái con chuột chuỗi và đây là cái da của nó đó, áo măng tô da chuột chuỗi and was absent-mindedly swinging a dead polecat from one enormous hand và ông ta đang Vu vơ Uh, vung vẩy một cái con polecat đã chết trong một bàn tay rất là to lớn của mình chúng ta sẽ có từ swing tức là văng từ bên này sang bên bên kia nhé và cái từ absent mindedly ấy, tức là văng vung vẩy một cách mà không hề nghĩ đến cái việc đấy tức là vu vơ thôi đúng không chả có nghĩ gì cả bởi vì từ absent tức là vắng mặt và đây là kiểu như tâm trí nó đi chơi rồi nhá, tâm trí nó đi chơi rồi não cá vàng đấy. Uh, là cái gì nhỉ cat là chuột này pole là cái cột Uh, chuột, uh... <laughs> à, à, con mèo, <laughs> Nhập. cat là con mèo, pole là cái cột, mèo gì rồi nhỉ? thử đoán nhé, mèo, à, à đây nó làm trồn hôi, nhà trồn hôi, All right. rồi trồn hôi, pole cat, rồi uh, từ một cái bàn tay rất là to lớn, đấy, đang vung vẩy cái con trồn hôi từ một tay nhé, à, ok đọc đến đây thôi nhé. Uh, chúng ta sẽ end ở đó. từ ngày mai có gì uh, chiến tiếp, đó. Yeah. OK uh, cảm ơn các bạn đã, đã xem livestream ngày hôm nay khá muộn rồi mình sẽ end ở đây nhá. nếu mà chúng ta muốn xem lại like, thì mình sẽ up lên YouTube uh, Nghĩa nghĩa fan. còn nếu mà chúng ta có cái nhu cầu tham khảo hay là liên quan bất cứ một cái thứ gì liên quan iOS thì mọi người nhắn tin cho mình vào cái page đó là iOS Nghĩa fan đấy Rồi Ok Em bị lag à Cái gì? Đọc lại khúc absent à Đây uh, Đâu nhỉ? And was absent swinging a dead pole cat From one enormous hand uh. À tiện đây nhá tiện đây nhá Nếu mà bạn nào mà đang kẹt ở cái ban điểm 7 ấy Tức là cái speaking á Speaking cái kỹ năng nói mà đang kẹt ở cái ban điểm 7 á thì tức là nó đang gặp một cái vấn đề Nó nói không liền mạch Có cái kỹ năng nó gọi là trăng kinh Trăng kinh tức là chúng ta đi theo cả một cụm ấy. Ví dụ ở đây nhá Thì nó gọi là was absent-mindedly swinging a dead pole cat Tức là nói, nói liền Có thể không cần phải tốc độ nhanh đâu Was absent-mindedly swinging a dead pole cat Nó đi theo cả một trăng như vậy From an enormous hand Chứ không phải là ngắt từng nhịp từng nhịp đâu From One enormous Hand như thế thì nó sẽ không lên được cái điểm fluency đâu, đấy right. thôi mai 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 10: giờ 15 nha yeah, 10 giờ 15. Alright, bye bye mọi người, good night.